đến với chương trình Ký ức vui vẻ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với các đội trưởng của các thập niên. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, diễn viên Thành Thức, ca sĩ Thanh Duy, Á hậu Hạ Thu. Và bây giờ sẽ là lúc chúng ta chào đón các vị khách mời của năm thập niên. Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân xin mời. Yeah. Và khách mời thập niên 80, ca sĩ Hồng Hải. Wow. Khách mời của thập niên 90, MC Quốc Bình. Rắm lên, rắm lên, rắm lên, rắm lên. Và chúng ta chào đón vị khách mời của thập niên 2000, diễn viên Đỗ Duy Nam. Wow. Cuối cùng, khách mời của thập niên 2010, người mẫu Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ làm quen với những vị khách lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình này đã. MC Quốc Bình xin mời. Sau bao nhiêu lâu mong chờ thì cái niềm ao ước của Quốc Bình đã trở thành sự thật khi hôm nay trở thành một khách mời của chương trình Ký ức vui vẻ. Bởi vì em đã theo dõi chương trình cũng từ khá lâu rồi, và mỗi lần theo dõi thì mình lại nhớ lại một cái khoảng ký ức rất là đẹp của mình. Và ngày hôm nay khi được có mặt tại đây, được gặp gỡ mọi người, đó cũng chính là những ký ức rất là đẹp mà ngày hôm nay được chia sẻ cùng với tất cả mọi người ạ. Rồi, chào mừng em. Bây giờ là Đỗ Duy Nam. Thực sự là cái cảm giác của cháu là hạnh phúc và may mắn. Đây là một cái chương trình mà ông bà bố mẹ cháu rất là thích. Ngày hôm qua thì cháu cũng có gọi về cho mẹ cháu và nói là cháu được mời tham gia chương trình Ký ức vui vẻ. Mẹ cháu cười khanh khạch, vỗ đùi đen đét. Mẹ cháu bảo là tuyệt vời, bởi vì mẹ mới mơ là con được tham gia chương trình này. Và hôm nay thì nó đã thành sự thật. Đúng không? Chưa hết, không may thì sáng ngày hôm nay khi mà bay vào Sài Gòn thì cháu đã lỡ một cái chuyến bay sớm nhất lúc 6 giờ 15. Sau đó cháu rất là hoảng loạn và chạy về phòng vé và nói với chị bán vé là em bị lỡ chuyến bay rồi. Và bây giờ chị bán cho em chuyến sớm nhất để em vào Sài Gòn để ghi hình. Thì chị nói là còn 2 chuyến, chuyến 7 giờ thì đã khóa lại vừa xong rồi, chỉ còn chuyến 10 giờ thôi. Lúc này cháu lo quá, cháu nhẩm tính trong đầu, nếu như 10 giờ mình bay vào thì ngày hôm nay có lẽ là cháu sẽ không có mặt ở đây được. Cháu bế tắc quá, cháu bảo với chị là em vào trong thành phố Hồ Chí Minh để ghi chương trình Ký ức vui vẻ. Nếu như... Sau đó chị ý lặng đi, chị ý cầm bộ đàm nói một điều gì đấy. Và thật tuyệt vời, như một phép màu, cháu đã có một cái vé bay lúc 7 giờ để vào đây kịp ghi hình với mọi người. Trời ơi! Có lẽ các chị ở phòng vé đó cũng là một fan của chương trình Ký ức vui vẻ. Chính vì thế mà đã tạo điều kiện để cho cháu có mặt ở đây. Cháu rất là cảm ơn ạ. Vâng. Rất vui khi nghe câu chuyện của Đỗ Duy Nam bởi hai lẽ. Cái lẽ thứ nhất ấy, là ơn giời là mẹ cháu vẫn khỏe. Vâng. Bởi vì là mẹ cháu vỗ đùi ở đằng kia mà cháu còn nghe thấy qua điện thoại. Khỏe lắm. Và thứ hai nữa, cũng xin thay mặt cho ekip của Ký ức vui vẻ xin cảm ơn Vietnam Airlines hôm nay đã giải quyết cái vé này. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe Chế Nguyễn Quỳnh Châu xin mời. Dạ. Con chào chú Sâm ạ. Con chào tất cả quý vị khách mời của chương trình, chào quý vị khán giả. Con nhận được điện thoại là em ơi tham gia chương trình Ký ức vui vẻ nha, là con hét toáng lên trong điện thoại luôn. Hôm nay con gặp mọi người thật sự là ví dụ như là các cô Kim Xuân, cô Hồng Vân là nghệ sĩ ở miền Nam á, con đi sân khấu nhiều khi con còn gặp. Chứ như là chú Sâm hay là anh Tự Long là con giống như kiểu là nghệ sĩ miền Bắc, với con là như kiểu nghệ sĩ nước ngoài. Đúng là nước ngoài em. Hello. Hôm nay con được gặp thì thật sự con rất là vinh dự. Con xin chào mọi người. Cảm ơn Quỳnh Châu.
Và ngồi cạnh Quỳnh Châu là Á hậu Hà Thu. Dạ, con có đến đây một lần rồi và có ngồi đội thập niên 2000 với anh Thanh Duy, thì cũng nhờ may mắn của các cô chú và anh Thanh Duy con có nhận được cái cúp đem về. Cái hôm nay con hóa trang một vài thủ thuật á, cái con được đẩy xuống thập niên 10 để con làm đội trưởng. Hy vọng các cô chú và các anh chị giúp đỡ hai tụi con. Cảm ơn Hà Thu. Và bây giờ chúng ta đến với vị khách mời của thập niên 70. Quả tình là lần thứ hai quay lại thấy có nhiều chuyện ngộ, thí dụ như có thêm cái 2010 nè. Đó, mà mình thấy cái chương trình Ký ức vui vẻ nó là nhắc nhớ mình rất là nhiều thứ. Nó cứ ùa về, nó cứ ùa về, và tự nhiên khi mình nhắc vậy mình cảm thấy trái tim mình nó vui lắm. Đó là cuộc sống nó thật sự là phong phú. Cho nên là mong là chương trình luôn luôn được khán giả ủng hộ. Chúc Ký ức vui vẻ sẽ dài để chúng ta còn gặp nhau nữa. Dạ, một người nữa được thăng chức, đó là Thanh Thức. Cảm nhận của em thế nào? Dạ, lần này thăng chức thì vui lắm. Mỗi lần gặp nhau mình lên chức là mình mừng à. Anh đến đây anh không quan trọng cái chuyện cúp. Anh chỉ cái quan trọng cái chuyện là giống như em đó. Lúc trước em là người chơi, xong bây giờ em được làm đội trưởng. Thì anh mong rằng ngày hôm nay anh đến đây làm đội người chơi, xong sau này cũng sẽ là đội trưởng. Ok, quyết tâm nha. Yeah. Rồi, không khí đã bắt đầu nóng dần lên khi mà cuộc chiến chưa bắt đầu. Có bây giờ thì quay trở lại với ca sĩ Hồng Hạnh. Dạ, em kính chào anh ạ. Vâng, chào chị. Lần đầu tiên chị đến với chương trình Cứu Vui Vẻ, có thể chia sẻ một chút cảm xúc với khán giả. Cũng quá lâu, Hồng Hạnh cũng có một khoảng thời gian tự nhốt mình đi tìm rất là nhiều thứ. Và trong đó cái từ khóa ký ức là cái từ khóa Hồng Hạnh đi tìm nhiều nhất. Bởi vì trong lòng Hồng Hạnh luôn luôn nhớ về cội nguồn của mình. Hồng Hạnh nghĩ rằng là mình sẽ làm được một việc gì đó cho gia đình, như là tìm lại những ký ức, những cái bài hát để lại cho đời. Và cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã chào đón Hồng Hạnh đến chương trình này. Vâng, lâu rồi không được nghe em hát. Có thể hát một cái bài gì đó bây giờ không? Dạ, em sẵn lòng tặng khán giả của chúng tôi. Yeah. Vâng. Đây là món quà tinh thần gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Bài hát của chính thân phụ của Hồng Hạnh, đó là cố nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết. Trăng cho chiều nay nhờ làn mây bay theo gió, mây ơi về đâu? Hỡi người tôi yêu, ngày tôi nhớ đêm tôi chờ, tôi vẫn thương tư thương nhớ ai trong mộng hờ. Hỡi người yêu ơi, quên sao kỷ niệm ngày nào bên nhau ngọt ngào hương yêu cho nhau, tình xuân thắm thiết. Cớ sao em lại giận hờn, cớ sao em lại buồn phiền? Người yêu dấu ơi, cùng nhịp đời tìm thương yêu, đừng để lòng ai cô liêu, đừng để thời gian trôi mau về trên mái ta. Cớ sao em lại ngại ngùng, cớ sao em lại lạnh lùng, đành lòng quên sao? Hỡi người tôi yêu, có thấu chăng cho chiều nay nhờ làn mây trôi theo gió, mây ơi về đâu? Nhờ làn mây bay cho tôi gửi tâm tư này, mang đến cho ai, tôi nói yêu ai trọn đời, tôi nói yêu ai trọn đời, tôi nói yêu ai trọn đời. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Ký ức vui vẻ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách chung đầu tiên. Nhưng trước khi thử thách
bắt đầu thì chúng tôi mời tất cả các đội trưởng, các khách mời và quý vị ở đây theo dõi một tiểu phẩm nhỏ ở trên sân khấu. Sau đó chúng ta sẽ biết câu hỏi. Xin mời. Đặc sản miền Tây. Cái này là ghe bèo. Mình ơi. Dạ. Tôi đưa ghe vô nghe. Dạ. Cái này là ghe bèo. Rồi, đi ạ. Đó, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Giống ha. Rồi, vô, 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 vô. Rồi, sắp tới bờ rồi, sắp tới bờ rồi. Ôi, rồi. Hay quá. Hay quá. Nó kẹt cái quỷ gì dưới này nè. Chị ơi. Dạ. Con coi tắm lẹ lên, lạnh đó. Dạ, con xong rồi nè, đợi con một chút. Ê, cô chừng, cô con gái. Rồi đây. Bà đưa lên. 2, 3. Trời ơi, có sao không con? Trời ơi, sao vậy? Đây, thay đồ con. Dạ. Lạnh không? Dạ không. Đây, 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 để mẹ. Chứng sình vùng không à. Rồi, tay nữa. Rồi, đi xuống thay đồ nha. Rồi. Rồi. Phải chừng rồi. Ơi Lý Nàng ơi, em thương mà em đợi. Chim trắng mồ côi anh Bảy. Chị anh Năm. Tán cây với cường coi. Đợi chút nghe. Mà thôi, nói gì? Nè, thấy cái xuồng này nó neo lâu quá rồi, chừng nào đi ha. Chừng trưa nay á, tôi nhổ ghe đi tắt cậu rồi. Trời đất, cái gì lẹ vậy? Mà biết không ra bán được không mà thấy ế à. Rồi, mưa gió quá, bán chậm lắm anh ơi. Chậm lắm hả? Đi rồi, sắp đi sớm rồi, bởi vì cho vô coi cái buồn cái nhà. Trời. Chỗ ăn chỗ ngủ nhà người ta xuống dưới làm chi? Không được hả? Mua đồ trên này thôi. Thôi vậy cho lên ghe mua chút xíu mấy dao ngủ coi. Lửa đây mới đi. Lửa ăn lấy cho tôi nửa ký đường. Ký bột ngọt. Rồi. 2 ký muối, 5 ký gạo. Rồi. Gì nấu canh được ta? Anh Bảy. Ăn phải mở đi. Lấy tôi con heo đất nha anh Bảy. Mua tôi con gái hay gì? Đúng rồi, trời ơi, con gái tôi hả, nó mê con heo đất dữ lắm. Rồi. Nhiều tiền tôi gửi luôn nha. Rồi, 3 đồng à. Cái này khoai môn con. Khoai mỡ. Với lại con nhỏ này luôn nha. Không được, tôi mua gì. Trời ơi, thấy thương quá. Đừng cho. Đừng cho tôi đầy đủ nha. Rồi. Con lấy giùm 3 cái bịch muối con. Rồi đi vậy rồi tính chừng nào về đây? Tháng nữa. Tháng nữa lần hả? Ừ. Thôi cảm ơn nha. Đi mạnh giỏi, vài bữa về nha. Tiền tháng sau trả luôn. Trời đất ơi, bầy heo chưa có lớn nha. Ba. Ủa, nhớ trả tiền nghe không? Nhớ rồi, đi đâu đây? Dạ, ra chơi với bạn. Bạn đâu? Dạ, bạn Chi. Trời đất ơi. Bạn được luôn á hả? Dạ. Đi học nha. Dạ. Chị thấy. Lo chơi mà không học ba đánh chết đó. Dạ. Nghe không? Dạ. Sổ liên lạc tuần này mà trung bình là chết với bà đó. Dạ, biết rồi. Nè, đem cho em cuốn á, đọc đánh dần. Chiều nay cái chị đi học về xong chị qua chị dạy đánh dần nha. Không được đâu. Thế hả? Trưa nay em đi tắt cậu rồi. Ủa? Đi hoài á? Ba em nói ráng lang bạc kỳ hồ với ba. Một năm nữa rồi ba có tiền ba cho lên bờ đi học. Ôi, chị đi học á mà chị còn không biết lang bạc kỳ hồ là gì. Em cũng đâu có biết đâu. Ê, vậy đi rồi chừng nào về? Chắc khoảng tháng sau lộn. Tháng sau luôn hả? Ừ. Vậy tháng sau cái em về, cái chị dạy em đánh dần ha. Xong rồi cái ráng lên bờ đi học. Học vui lắm. Dạ chị. Thôi vậy chị đi học nha. Bye chị. Cô chú con về. Con gái. Bye chị. Đi cẩn thận đường trơn trượt á. Dạ. Thôi chắc mình đi mình rồi ha. Dạ. Rồi, tôi đi nha. Dạ. Vâng, những gì chúng ta vừa xem là một chút tái hiện lại cuộc sống của gia đình ở trên một cái ghe hàng bông Thương Hồ.
Quý vị có thể thấy là ở trên sân khấu vừa rồi là tái hiện lại một cái khung cảnh mà tôi cho rằng chúng tôi phải cảm ơn anh Phúc phụ trách đạo cụ của chương trình ấy. Bữa trước đã có lần anh ấy làm một cái xe tải nó giống hệt, và bây giờ thì cái này anh làm nó cũng giống hệt như một cái ghe ở trên sông như vậy. Và có lẽ cũng vì cái sự tận tâm như vậy của mỗi một thành viên trong ekip sản xuất chương trình Ký Ức Vui Vẻ mà khán giả yêu mến chương trình chăng. Dù sao đi chăng nữa, chúng tôi rất cảm ơn anh Phúc một lần nữa đưa đến bối cảnh nó rất là thực, nó không thể thực hơn như vậy. Bác ăn cơm. Ăn cơm. Và cảm ơn các diễn viên đã tái hiện một cái cuộc sống của những người dân ở trên đó. Bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho cả năm thập niên. Hãy trả lời 3 câu hỏi sau đây bằng cách ghi ra bảng. 1. Cây mà người ta cắm ở đầu ghe gọi tên là cây gì? 2. Cái gì treo mà không bán? Và 3. Lang bạt kỳ hồ nghĩa là gì? Cây mèo. Không định cư ở mèo nơi. Cây bẹo là không định cư ổn nơi. Ở đây thì đội nào trả lời được cả 3 câu được 10 điểm, 2 câu thì được 5 điểm và 1 câu hoặc không có câu nào thì không được điểm rồi. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ, đề nghị dơ bảng, các đội dơ bảng. Và bây giờ thì xin mời thập niên 70 đọc câu trả lời của mình. Dạ, cái cây người ta cái kêu là cây cây bẹo. Cây bẹo chính xác. Dạ. Thứ hai ạ. Cái thứ hai mà treo không bán là cái chảo và cây xào, tức là tôi ghi hai cái đáp án. Vâng. Dạ. Rồi, câu thứ hai chưa chính xác. Câu thứ ba là gì ạ? Dạ, cái kiếp mà lang bạt vậy ta gọi là kiếp thương hồ. Kiếp thương hồ là những người mà buôn bán trên sông và cái cuộc sống của họ dính liền với cái ghe mà không bao giờ đặt chân xuống đất á, thì gọi là kiếp thương hồ. Vâng, rồi, như vậy là đã rõ. Xin mời thập niên 80 ạ. Dạ, cái cây mà treo đồ này người ta gọi là cây bẹo. Cây bẹo chính xác. Một, thứ hai ạ. Đồ treo mà không bán là cái đồ bẩn áo, khăn khiết các thứ là treo đầy đấy nhưng không bán được vì là đồ mặc trên người. À, thứ hai, vâng. Thứ ba là gì ạ? Thứ ba là lang bạt kỳ hồ, tức là cái kiếp du ca không ổn định một chỗ nào cả. Không ổn định một chỗ nào, vâng. Thập niên 90. Cây số 1 cũng là cây bẹo ạ. Cây bẹo, câu thứ hai ạ? Câu thứ hai thì lúc nãy anh nói là cái treo ở trên cây đó mà không bán thì lúc đầu em nghĩ là chơi chữ và em nghĩ là giá thì treo giá là không bán. Nhưng mà đây là không có, mà còn quần áo thì lại treo không phải ở trên cây này. Thì ra tụi em chọn là giá treo mà không bán. Vâng. Câu thứ ba. Lang bạt kỳ hồ có nghĩa là đi khắp nơi, phiêu bạt khắp mọi nơi. Tóm lại là nay đây mai đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, 90 đã rõ. 2000 xin mời. 10 năm. Dạ, cây mà treo ở đầu thì là cây bẹo ạ. Cây bẹo chính là rồi. Treo không bán. Vâng, là quần áo ạ. Quần áo, bán rồi. Bán đi thì chết ạ. Dạ, vâng. Thứ ba. Vâng, còn cái thứ ba là lang bạt kỳ hồ thì anh Thanh Duy anh bảo là đi khắp năm châu bốn biển. Có cả khắp nơi đều là nhà. Dạ. Đã hiểu. Và cuối cùng thập niên 2010. Cười là ý sao? Dạ, cái đáp án đầu tiên nãy chị Thu, cháu cái trên đầu cái thiên là gì? Cây nhang. À, cái cảnh đầu tiên hấp dẫn kỹ quá. À, đúng. Sao câu một là gì? Dạ, như tụi con chốt là cây bẹo. Cây bẹo. Dạ. Câu thứ hai. Cái hai là treo cái gì mà không bán, tụi con chốt là quần áo. Quần áo. Dạ. Cái ba là lang bạt kỳ hồ là đi không dừng chân, trôi nổi trên sông. Rồi. Bây giờ là câu trả lời đúng này. Cái thứ nhất là cây bẹo. Tất cả các thập niên đều đúng đúng không? Cái thứ hai, cái gì treo mà không bán, đáp án là quần áo. Quần áo, bởi vì là ghe cũng là nhà của người ta. Và cuối cùng câu thứ ba, lang bạt kỳ hồ thì cuộc sống trôi dạt nay đây mai đó và mọi người giải thích như vậy là cũng là đúng cả. Như vậy là có 3 thập niên 80, 2000 và 2010 đều trả lời đúng cả 3 câu. 3 thập niên này 10 điểm. Và thập niên 70 và 90, mỗi thập niên có 5 điểm. Xin chúc mừng. Wow. Bây giờ mình nói một chút về cái cuộc sống lang bạt kỳ hồ này đi. Trời, cái này là em ấn tượng nhất luôn á. Xin mời chị Kim Xuân ạ, xin mời ạ. Xin lỗi cô Xuân đó. Tại vì cái bạn này là có đóng chung một cái phim với Xuân là tên là Nghiêng Nghiêng Dòng Nước. Rồi sau đó lại Xuân lại đóng một cái phim tên là Ghe Bẹo Ghẹo Ai. Thì cả hai phim đều nói về cuộc sống của những người mà suốt cả cái cuộc đời của người ta, cả con cái của người ta chỉ sống trên một cái ghe. Và người ta cứ đưa cái ghe đó đi bán, đi hết tới vùng này qua tới vùng khác. Nó giống như là phận đời á. Đó, thành ra là Xuân thật sự là rất là xúc động khi xem cái tiểu phẩm này. Vâng. Dạ, Xuân lại xin thêm một cái ý nữa là những cái người mà sống ở trên sông á,
Người ta, tại vì người ta nói cái ghe là cái nhà của họ, cho nên khi chết họ cũng không được chôn ở trên bờ. À, có nghe nói là chết thì người ta làm cách nào đó để luôn luôn người ta giữ cái hòm của họ đó chặt ở dưới lòng sông. Những cái điều đó mình nghe mình rất là thương. Vâng, Thanh Thật muốn bổ sung gì? Thật ra lúc mà mở cái màn ra em giật mình là em bị nhói tim luôn, tại vì nó gắn với em mười mấy năm luôn, tại vì em ở miền Tây, em ở Trà Vinh thì có một kỷ niệm mà em không thể nào quên, đó là nhà ông cậu kế bên ông buôn bán cái ghe như nào. Có một lần là mình hồi nhỏ ham chơi, cỡ lớn hơn bé Chi học được lớp 2, buổi tối nhảy lên thuyền chơi, cái ông chở từ Trà Vinh ông chở qua bên Sóc Trăng luôn, bán ở đó mà không về được, nghỉ học 3 ngày bị đòi một trận nhớ đời tới giờ luôn. Cái kỷ niệm của em là lần đầu tiên khi đến Cần Thơ đó, đi chợ nổi thì em thấy có cái cây sào treo tòng teng đồ, em mà không biết là cái gì, tại sao lại treo. Thế sau này mới biết là người ta treo trên cái thuyền, bán cái gì thì treo cái đó. Và cũng thấy là rất là ngạc nhiên khi cả gia đình đều có thể sinh sống ở trên cái ghe như một ngôi nhà được. Thực ra thì ở miền Bắc cũng có những gia đình sống trên thuyền đúng không? Là ở sông Đuống hoặc ở sông Hồng vẫn có những xóm gọi là xóm thuyền chài. Họ sinh sống bằng cái nghề chài lưới. Họ đi khắp nơi và đấy là gọi là bến đậu thôi. Thì đấy là cuộc sống của họ, đấy là cái nơi họ cắm sào. Họ không đi nữa nhưng mà chỉ là cái chốn họ quay trở về. Thì ngay tại Hà Nội vẫn có những xóm thuyền chài như thế. Thì với cá nhân của em thì em thấy rằng là đây là một cái nghiệp của người ta. Có những người vẫn có đất nhưng vì họ gắn với cái nghiệp sống ở trên sông nước rồi thì họ coi đây là cái kinh nghiệp của người ta. Thì em nghĩ là đấy là cũng nét đặc trưng. Con thấy mọi người bây giờ chia sẻ về cái thuyền, cái ghe này ở miền Tây, nhưng mà thật sự là ở Sài Gòn vẫn có những cái ghe như thế này. Con có một người anh bạn của con là đồng nghiệp á. Mọi người có tưởng tượng được anh Thuận Nguyễn cao 1m9. Nhà anh Thuận Nguyễn hồi xưa ở trong ghe như vậy, mà không phải ở mình anh Thuận Nguyễn, 7 anh em. Lúc mà con với anh Thuận Nguyễn đi quay một cái chương trình ở Vĩnh Long, anh Thuận điều ghe kiểu chuyên nghiệp đó. Con nói ủa anh ơi sao anh làm xịn quá vậy, anh diễn viên anh học được nhiều á. Không, anh ở trên ghe mấy chục năm em. Anh ở trên ghe tới cỡ vậy anh lớn lên chút là anh mới được vào trong đất liền. Và con muốn chia sẻ cái điều này là nói về cái ghe á, là không phải chỉ có ở miền Tây không, mình có thể bắt gặp được cái hình ảnh này ở cầu Sài Gòn, rất là nhiều ngôi nhà ở đó vẫn còn đang ở sống ở trên ghe. Thanh Duy xin mời. Hồi xưa con cũng đi dọc các miền sông nước với ba chở, thì cũng hay hỏi ba là tại sao ở trên ghe lại thường có hai cái con mắt như vậy. Thì được ba giải thích đó là tại vì ngày xưa người ta sợ là có thủy quái, rồi ở dưới sông là có những cái con quái vật gì đó, đúng không anh? Thì là làm hai con mắt đó để mà cho những cái con quái vật ở dưới sông đó sợ mình. Nhân cách hóa lên. Và có một cái cảm giác mà con nghĩ là tất cả những cái đứa bé nào ở vùng sông nước sẽ không bao giờ quên được, đó là cảm giác tự do nhất là khi mà mình đứng ở trên cái mũi tàu đó, mình nhảy xuống sông, mình tắm. Ôi trời, mình tắm trong cái dòng sông mênh mông bát ngát. Có mặc quần áo không? Không luôn. Anh quan tâm nhất với cái vụ đó thì thương á, thì Thượng Long. Nãy là cô Kim Xuân có nói với cái cụm từ là kiếp thương hồ đúng không cô? Nãy định nói đó. Dạ, thì là cái chiếc ghe này, cái chiếc xuồng này và cái kiếp thương hồ cũng đã xuất hiện được trong rất là nhiều những cái tác phẩm văn hóa, văn nghệ của miền Nam. Bến Tre ơi, Bến Tre ơi, có nhớ gã thương hồ khua dầm trong nắng đục. Còn có một bài nữa, Con đường cái quan của bác Phạm Duy, thì có một cái câu cũng rất là hay, đó là cái câu là đi đâu cho thiếp theo cùng, đi đâu thiếp chiều lạnh lùng. Là cái người thợ người ta không phải là mua đâu, mà người ta làm một cái ghe như này từ những cái gỗ người ta kiếm về luôn. Người ta quét ra, người ta làm con ghe này. Thì cái công đoạn cuối cùng trước khi con ghe là hạ thủy là người ta vẽ mắt cho nó giống như tạo hồn cho chiếc ghe tạo này, tạo cho cái linh hồn bằng cái việc điểm cho nó một con mắt này để chiếc ghe này nó có hồn, nó giống như một cuộc đời con người. Tức là điểm nhãn á. Đúng rồi, điểm nhãn đấy chị. Chuẩn đấy. Thưa các cô chú, có hay coi phim á, trên phim thì con thấy mấy cái ghe này vui lắm. Người ta đi, người ta bán, buôn, tấp nập. Rồi con thấy cái không khí nó rất là rộn ràng. Và con cũng mong là một ngày nào đó con về miền Tây và con được bước lên cái ghe đó. Nhưng mà hôm nay á, con được nghe chia sẻ là những người ta sống ở trên cái đò này vì người ta không có nhà, người ta không có một tấc đất để người ta ở, người ta chết cũng phải chết trên cái con đò đó. Thì con thật sự rất là xúc động. Và hôm nay kết ấp một cái bối cảnh nhìn rất là thật. Thì cho con xin phép, con với Quỳnh Châu là những người trẻ, cho tụi con lên cái thuyền để khám phá, để tham quan. Được rồi, xin mời.
Dạ. Xin mời. Vâng. Em lên lấy cái đậu nành cho chị. Này à, nhà kia đi xuống rồi, hồi này lên này. Em chưa được nhìn thấy bao giờ luôn. Cái bèo nè. Khoan. Coi chừng đồ ăn nha, chủ ghe ơi. Chủ ghe coi chừng đồ ăn nha. Trời ơi, chị Hồng Vân đã lấy luôn rồi. Mới là nói cưới tôi, bây giờ là cưới cái thằng nào đây? Cái cây bẹo này là những cái đây là gọi là quảng cáo luôn hả anh? Đúng rồi. Những cái đồ gì ở trong đây? Treo, bán cái gì là treo cái đó. Mọi người lên ghe đi. Em xin chung nhận. Mọi người có thể đứng dâu không? Mọi người có thể đứng dâu nha mọi người ơi. Bằng lòng đi em về với người anh. Một dòng đông tâm, một phù lâu tâm. Quay clip luôn hả? Titanic miền Tây. Titanic miền Tây. Anh Sam ơi, hồi nãy có một cái ý mà nói mà vẫn còn thiếu mà sao chương con? Trình người ta rất là rõ là các bạn có thấy để mong dặn thọ không? Ủa, dặn thọ là sao con? Sắp mùa xuân ấy. Mùa Tết mà người ta vẫn đi buôn bán, vẫn phải như vậy, người ta không được cái mái nhà người ta luôn mà, không ta được cái mái nhà để cung. Rất là thương, thấy rất là thương á. Ôi anh làm chi tiết luôn, ở trong này có cả chăn màn chiếu luôn này. Thử thách cho các thập niên thực ra chúng tôi đưa ra là để một cái cớ, nó gợi cho chúng ta rất nhiều thứ, các cái miền ký ức nó ùa về từ cái sự mưu sinh của những gia đình không có điều kiện sống ở trên đất liền, mà cuối cùng chúng ta thấy nó bung ra không biết bao nhiêu là ký ức, nó có cả những nét văn hóa ở trong đó, nó có cả những cái nét gì đấy rất dân tộc của mình ở trong đó, nó có cả những cái niềm tự hào của những người đã biết những cái này và những người chưa một lần biết đến cái này, và cái đấy nó làm nên giá trị của những chương trình ký ức vui vẻ. Tôi nghĩ rằng khán giả truyền hình thích ký ức vui vẻ cũng là vì thế. À, đó, họ lại còn liên tưởng nhớ tới cả một bộ phim rất nổi tiếng Titanic nữa. Rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách riêng của thập niên 2000. Chúng tôi xin mời Đỗ Duy Nam vào phía trong. Vào trong làm gì anh? Vào trong rồi bịt mắt lại, đặt câu hỏi. Cái này phải không, cái kia phải không? Ủa sao? Phải con sự bàn bạc với nhau chứ không phải là anh. Thôi em đi, vô đi. Rồi. Giống đưa con đi học, không chịu đi. Các bạn có một phút để vừa hỏi và vừa trả lời. Sau đó thì các bạn nói cho chúng tôi biết chúng tôi đang muốn nói về ai. Vâng. Và bây giờ là gợi ý của chương trình. Đây là một trong những nhóm nhạc có thời gian hoạt động lâu nhất trong showbiz Việt. Một phút bắt đầu. Wow. Hỏi. Nhóm nhạc có 4 người đúng không? Đúng. Từng là 4 mà từng là 3 luôn. Có một cái anh mà đầu không có tóc đúng không? Đúng rồi. Bài hát thì có bài à? Sóng tinh. Và đó là nhóm nhạc MTV. Wow. Qua đường sau. Đứng lên luôn. Phía xa ở mái chân trời xanh, những cánh chim bồ câu đang bay về. Lắng nghe, hãy lắng nghe bạn ơi, nhịp đập con tim thành phố. Những anh em ơi, Sài Gòn dấu yêu, Sài Gòn ta đó anh dừng sang người. Sài Gòn phương xa, Sài Gòn phương đến, tương lai sáng ngời. Nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu, mùa hoa phương nở đó tươi khắp trời. Đào hoa thân nơi, cùng nhau ta hát vang lên. Rock Sài Gòn. Sài Gòn vươn đến tương lai sáng ngời.
nhớ bao nhiêu mãi dài và dấu yêu. Mùa hoa vương nhớ đó tới khắp trời, nào vẫn thân nơi cùng nhau ta hát vang lên. Rất say mê. Đến tương lai dạng người. Nếu mai nhớ mãi dài còn dấu yêu, mùa phương nữ đó từ khắp trời, nào vẫn thân nơi cùng nhau ta hát vang lên. Nhớ mãi dài còn dấu yêu, Sài Gòn ta đó anh dừng sang người, Sài Gòn phương xa, Sài Gòn phương đến tương lai dạng người. Nhớ mãi dài còn dấu yêu. Mùa phương nữ đó tuy khắp trời, nào một thân ơi, cùng nhau ta hát vang lên. Trong chương trình Ký ức vui vẻ. Mệt không? Tụi em thì hát cái thể loại này cũng tương đối là quen rồi, cho nên là mệt thì cũng có một tí mệt. Nhưng mà được là cái không khí ở đây rất là máu lửa, cho nên là tất cả anh chị em đều hòa chung với tụi em hết. Tụi em cảm thấy là không còn biết mệt, rất là sung. Nó là cảm xúc rất là tuyệt vời. Tại vì em cũng đã chia sẻ trước đây rồi là em là fan cuồng nhiệt của Ký ức vui vẻ. Và bởi vì là mình tự hào hơn bởi vì nhóm MTV có một ca khúc được lấy làm nhạc cho chương trình thập niên 90, đúng không ạ? Ca khúc Rock Sài Gòn của nhạc sĩ Lâm Quốc Cường. Hôm nay lần đầu tiên được nhóm được vinh hạnh thể hiện lại trên sân khấu của Ký ức vui vẻ. Và hơn nữa là được gặp rất là nhiều tượng ạ. Vâng, hôm nay là rất là nhiều idol của nhóm đều có mặt ở đây hết. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều cũng như là khán giả của chương trình. Tất cả mọi người ủng hộ cho MTV hôm nay. Anh Lại Vân Sơn. Cảm ơn. Thế còn ký ức bây giờ nó ùa về là gì? Với năm 2007 là tụi em cũng có một live show và khởi đầu cũng là bài Rock Sài Gòn này. Cho nên khi mà tụi em hát với bài này ở trên sân khấu này thì mọi cái nó lại ùa về. Và trong suốt năm 2020 thì có nhiều dịp có thể gặp nhau được không? Để diễn dạ, thì chung với nhau. Thực ra là tụi em vẫn gặp nhau thường xuyên. Tụi em có làm một cái dự án nhỏ nhỏ mang tên là Âm nhạc không giới hạn. Cái đó là một cái bước đầu tiên để tụi em chào đón năm 2021 với một cái sinh khí mới và truyền tất cả những cái thông điệp tụi em muốn gửi đến khán giả là mọi người đều có thể hát những ca khúc mà mình yêu thích để làm sao mà cảm thấy là mình yêu đời nhất, mình thăng hoa nhất với tất cả những cái dụng cụ mà thông thường nhất mình có thể sử dụng và mình biến nó thành nhạc cụ để mình có thể làm sao cho tâm trạng của mình thăng hoa nhất để mình có thể mình tiếp tục mình thực hiện những công việc của mình. Em vì hâm mộ các anh từ bài Sóng Tình, vì cái đoạn đó em cũng rụt rụt rịch rịch bắt đầu biết yêu đấy hả, cho nên là sóng lúc đó cũng hơi lớn. Dạ em nói chứ. Nói luôn dạ. Hả? Nhóm MTV là nhạc quẩy của em ở cái thời mười mấy tuổi của em đó, tại vì hồi đó là có những lúc chuyện nhỏ tự dạ, như là rồi. Khó đúng không? Đúng rồi. Tức là em không biết làm sao mà một nhóm nhạc không cần phải nhảy, không cần phải nhóm nhảy này nọ, chỉ cần các anh đứng lên là ở dưới kiểu ao 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 ao. Tất cả những cái lúc nào mà em được xem MTV trình diễn hoặc là em tham gia văn nghệ ở trường á, em luôn chọn những cái bài của MTV tại vì em biết chắc là sẽ khuấy động sân khấu. Xíu cô hỏi xíu, cô hỏi con xíu. Dạ.
hồi đó con mê anh nào? Kệ, bây giờ mình có quyền mình bày tỏ chứ, đâu có cái quyền của mình mà, chứ cô là cô mê cả ba anh luôn. Cả ba anh bây giờ đã làm ba rồi. Dạ, nếu mà thú nhận thì hồi đó con mê anh Vương. Nè, bây giờ nếu mà con mê anh Vương thì giờ cô hỏi anh Vương liền nè. Nãy lúc mà Duy Nam lên nói á, xong là nói là ở trong nhóm có một anh đầu trọc, đúng không? À, cái đúng rồi. Mà mấy năm trời là con cứ cái kiểu phong cách đó hoài, nhưng tại sao bây giờ con xuất hiện với... Không lẽ giờ cô lại gần con, cô coi coi. Tóc giả không cô? Thật tóc giả. Là coi tóc giả hay tóc thiệt á hả chị? Tóc này tóc thiệt. Tóc nó tóc thiệt đấy. Thì đó, tôi tức quá. Tại sao bây giờ tóc nó đẹp như vậy mà mấy năm trước là nó không chịu để một cọng tóc không, nào cái hết. Hồi đầu cũng có tóc đẹp cô. Mà về con, sau mới cạo thời gian giữa đó. Cô dẫn lại cho con. Cô dẫn lại cho con để cô nhìn nè. Dạ. Đó. Thì bây giờ mọi người ơi, cô cố ý cô dẫn tới cho em luôn nha. Cô cố ý đi từ đây tới đây luôn. Cô Xuân ơi, cô Kim Sơn, con xin chia sẻ chút xíu. Dạ. Là sở dĩ là Vương nó để tóc lại là bởi vì có quảng cáo. Dạ. Hồi xưa là quảng cáo dao cạo râu rồi cạo này nọ đó. Dạ. Thì là phải lúc nào phải đầu trọc. Không, bây giờ không có đâu. Không, bây giờ đâu có trong nhóm con tố con, cô đâu biết đâu. Lê Minh nói mà. Quảng cáo dầu bị đầu. Cô làm mai rồi nha. Mốt qua rồi. Dạ. Cảm ơn cô. Giờ ta làm ba rồi. Trời ơi, làm mai ngang ngược đi chị. Ta phải tế nhị. Vương ơi, bây giờ em đã gia đình thế nào rồi? Dạ, em có hai cháu rồi ạ. Đó, thì hai gì vậy? Chị dán ra đóng thuyền rồi. Nói chung á là chị phải đỡ giùm cho em chút xíu. Dạ. Tại vì sinh sống đó em hiểu không? Đây là cái sự ái mộ. Dạ đúng đó. Chứ không có mai mối như thế được. Còn thế còn Minh thì mấy đứa rồi? Dạ một thôi ạ. Một. Dạ. Thế còn em? Dạ con cũng hai đứa. Hai đứa. Như vậy là Minh vẫn kém hai bạn mình đúng không? Anh Sâm ơi. Ơi, Vương người quậy lắm. Không, tất cả chúng nó đều quậy hết. Không, Vương biết. Ngày xưa anh em mình còn nhớ. Dạ đúng rồi ạ. Mình làm ở Hòa Mã không? Không biết là ở trong nhóm thì Vương có phải là cái người mà quậy nhất hay không? Nhưng mà đi làm với bọn em thì cậu ấy luôn luôn là cái người mà nó gọi là không còn gì để nói. Em là thằng quậy ấy. Mà lúc bây giờ gặp Vương là em phải nghỉ để Vương quậy. Dạ không phải quậy đâu ạ. Trong nhóm thì không phải quậy đâu. Mà là Vương chỉ bị một cái tí xíu thôi là tăng động quá mức thôi. Duy xin mời. Dạ, là ca sĩ nên là con cũng đã được tiếp xúc với các anh từ những ngày đầu con đi hát luôn. Đặc biệt là với anh Lê Minh thì là xưa con không có đồ diễn. Anh Minh là tại vì cũng là trong nhóm nhạc cho nên anh Minh có đồ áo vest rồi các kiểu, rồi dây nịt rồi các kiểu, anh nhớ không? Em còn giữ anh cái cọng dây nịt thì xưa anh cho em mà. Trời ơi. Hồi xưa không phải là cho mà là mượn thôi, mà là con giữ tới giờ. Lấy luôn đó. Giữ tới giờ luôn. Mượn dài hạn. Vì em thấy đồ đạc của anh thất lạc nhiều mà anh chưa hiểu tại sao bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì em không mượn được nữa đâu. Tại sao vậy anh? Cái size nó khác rồi. Dạ, với lại là không biết anh Minh nhớ không, là anh Minh đi lưu diễn Mỹ là ở nhà là em là chở vợ anh đi khám thai. Cháu ạ. Sao? Xin mời Đỗ Duy Nam. Khi mà nhìn thấy các anh và nhớ lại những cái thời kỳ đấy thì đúng là một thời kỳ phải nói là rất là nhiều cảm xúc với em. Bởi vì em là một đứa trẻ mà sinh ra ở vùng cao, ở Lào Cai. Và cái tuổi thơ của em đó là em đạp xe từ nhà em ra chợ Bắc Hà để mua được cái đĩa nhạc của anh. Và trong những cái chợ phiên đấy thì có ảnh của Minh Thuận, Cẩm Ly, thì có cả ảnh của các anh nữa. Chính là cái bức ảnh mà các anh ở kia. Thì trong nhà của em chấm hồi bì, đó đúng không? À, chấm và bì. Có dán bức ảnh đó ở trong phòng. Thì ngày hôm nay khi mà được gặp các anh đó là một điều rất là tuyệt vời. Lên đi. Cảm ơn em. Cảm ơn nhá. Trời ơi. Trong đêm trời cao ơi muôn vì sao, lung linh tỏa sáng giữa đêm muôn màu. Em như vì sao cho ta khát khao, cho ta mơ mộng đừng đem nhà về. Anh Bình là chắc là nhiều kỷ niệm với em nhóm MTV. Quá nhiều. Nói điều gì à? Quá nhiều. Thực ra là em có nhiều cái kỷ niệm cùng với MTV bởi vì là lúc em bắt đầu hoạt động nghệ thuật cũng là lúc mà MTV hình thành. Hình như năm 2006 mình nhớ lúc đó là nhóm MTV bắt đầu là nổi coi như là rần luôn. Hàm Việt Nam trên lưng cao đúng không? Đúng rồi, lúc đó lên đỉnh cao luôn. Và hồi đó là nhóm MTV diễn, tức là từ hồi đầu á, là diễn trong các quán bar hoặc là những cái sân khấu nhỏ nhỏ thôi mà đã quậy tưng bừng rồi. Ngày hôm nay sẵn có sinh nhật của Tự Long ở đây. Đề nghị là nhóm MTV
rất mừng sinh nhật và đã tạo nên cái trào lưu ở trong giới nghệ sĩ hồi đó rồi. Là hát Happy Birthday và bằng cải lương. Hôm nay là sinh nhật Từ Long à? Hôm nay sinh nhật Từ Long à? Dạ đúng rồi, 22. Chứng minh nhân dân luôn. Có chứng minh nhân dân luôn. 22 tháng 12 năm 1973 sinh nhật Từ Long. Xin chúc mừng và Happy Birthday đi. Happy Birthday. To chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách riêng dành cho thập niên 80. Thập niên 80 sẽ tới với một cái thử thách về một cái thời bao cấp. Đây, những cái bộ tem phiếu rồi sổ lương thực các thứ này kia được lưu giữ rất cẩn thận, và ở đây chúng tôi phải mượn lại những người đã có những bộ sưu tập này. Và thậm chí khi cho mượn ấy thì tác giả của những bộ sưu tập này còn viết rất cẩn thận ở đây. Tôi đọc nguyên văn: xin lỗi về sự bất tiện, những tờ tem phiếu này khá quý hiếm và có giá trị sưu tầm, nên khi sử dụng hay cần xem xin giữ gìn cẩn thận, kính cảm ơn. Cái này là một cái gì đó nó rất là, nó gợi cho chúng ta một cái thời không thể nào quên trong mỗi một con người. Để mà rồi chúng ta luôn luôn nhớ đã có một thời như thế, và chúng ta càng cảm thấy sung sướng, hạnh phúc, tự hào hơn khi chúng ta đang có ngày hôm nay, nó khác xa nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi đề nghị đội trưởng và khách mời của thập niên 80 sẽ phải hóa thân thành những người, những cô, những cậu mậu dịch viên ngày xưa bán thịt. Rất đơn giản thôi. Đây là một cái quầy bán thịt. Thì ở đây chúng tôi có thịt này, có thớt này và có cái cân.
Cái cân ở đây cũng là cái cân rất là cổ rồi. Cái cân này là cân của Ba Lan. Nhiệm vụ của thập niên 80 rất là khó khăn đây. Các bạn sẽ phải cân cho chúng tôi 3 hạng mục. Thứ nhất là 0,6 kg thịt. Thứ hai, 1,3 kg thịt. Và cuối cùng, 3,4 kg. À, chương trình biết đội tôi rốt toán nên được cho cái chương trình này là cũng được. Không, mời cả chị Hồng Hạnh nữa, hai người. Nó không có cái chỉnh ở đây như bây giờ đúng không anh? Không. Tức ngày xưa nó phải có cái chỉnh ở đây để cho nó về không này. Thôi, nhưng mà em đừng có động đến, em động nó hỏng thêm đấy. Vì cái này đồ cổ lắm rồi. Cái cân này nó sản xuất từ năm 1974, tức là cách đây mấy chục năm rồi. 47 năm. Wow, vâng. Đó. Bây giờ này, đầu tiên là bao nhiêu anh? Đây đây, tôi sẽ đọc lại đề bài. Cân cho tôi 0,6 kg. Ở đây là dư 2 cân rồi. Thì tức là ở đây mình sẽ phải cân lên 2 cân 6. Cái này nó chỉ 2 lạng nhá, từ lắm nhá, không phải là 2 cân thôi, xin lỗi, 2 lạng thôi. Đây em phải cộng thêm 2 đây lạng. Đây là 100 g này, là 1 lạng này. Để bên kia. Từ để từ. Bên kia nó mới cân đối. Từ từ đây, để xem đây là 200 g này. Mà bây giờ là mình phải cắt mà đầu tiên là mấy lạng anh? Bao nhiêu anh? 6 lạng. 6 lạng. Bỏ cân trước đi, cắt thịt. Tôi cắt cho. 2 4 đây 6 rồi, 6. 6 lạng đúng không? Sao phải bỏ 8 lần 8 cộng thêm 2 bỏ nữa. 8. Bỏ 8 lên, bỏ 2 bỏ cái 8. Nữa, bỏ 2 2 lạng nữa. Hai mẫu dịch viên này thao tác chậm quá. Anh bán chậm mới đổi việc bây giờ nè, anh bán người ta khách chờ quá trời kìa. Đang ở đây này, cái MC không nhìn ra số này đâu kìa. Cái thằng mua thịt quá trời luôn rồi, lâu quá, con cũng đói quá trời luôn rồi kìa. Quá rồi. Ở nhà không có gì ăn hết trơn, thằng lâu quá. Trời ơi, cái gì vậy? Đây là 2, 4. Mới có 6 thôi. 6. Cho 2 lạng nữa vào. Phải 8 mới được. Đây là 1 cân. Cân. Ừ. Thêm 8 nữa. Là 8 lạng. Không, đây là 8 nhưng mà bên này nó dư 2 rồi. Đâu, bây giờ em phải thêm. Không, đây. Phải thêm thịt vào. Thêm đây mới đủ. Thêm đây có 6 lạng nữa mà. Cái ca này quá là khó luôn. Nè, sấu gạo nha, tôi đây. Nè, sấu gạo là lâu quá. Không cần biết em quá. Chưa cân thịt xong nữa. Cân thịt xong nữa, trời ơi. Nó phải ngang nhau. Nó phải ngang nhau. Vậy em không đủ đi mấy anh ơi. Em không thịt trước anh chị ơi. Trời ơi, trời ơi. Dạ, xin lỗi các anh chị, là ngày hôm nay cửa hàng ngưng bán rồi. Tạm thực hành rồi. Ngưng bán rồi. Tập lại. Sa thải hai nhân viên này ạ. Rồi tự cắt xong tự ăn luôn. Ôi cái đó nhiều lắm á. Lấy cái thước ra đo. Cân bằng rồi. Lấy cái thước ra đo. Được chưa? Giờ chương trình cho một cái cân có số. Nhưng mà giờ bọn tôi cân này phải nhìn xem nó có cân nhau ở dưới này không. Vì cái đám đề si gam mà đề si mét với cả đề ca gam. Đề ca gam. Thôi rồi, tóm lại đây đã đủ chưa? Được chưa? Thế này đi. Thế thôi. Thế này thì một là nửa cân thịt, hai là... Tôi lại phải 9 lạng. Nhảy lên mà cho nên phải tôi toát hết cả mồ hôi đừng như này. Thế này đi. Được rồi. Được rồi, tôi bỏ ra. Rồi bỏ thứ hai. Cho. Bây giờ dễ hơn này, bây giờ dễ hơn là 1 cân 3. 1 cân 3. Đây. Rồi. Bỏ qua cái này, cái 1 cân 3 đúng rồi, 1 cân 3. Đấy, bây giờ nó đơn giản hơn, chắc chắn là được. Là để cân rưỡi. Thế này 4 cân như 1 cân 3 gì? Cả cái tạng thịt bây giờ. À, nhiều quá rồi. Ủa nhưng mà em nó bằng bằng nhau mà. 3 đây này. Anh nhìn này. Rồi. Cái lúc nãy mà mình cân 6 lạng thì nó có chạy số mình lại chạy lùi cho số 0. Đây, đây cân này hỏng rồi. Cân ít thì nó lại vào cái chỗ có vạch. Bây giờ cân nhiều nó chạy cụ nó đi ra ngoài rồi. Đây coi nè. Nhìn nhá, đây nhá. Mọi người nhìn nhá. Nhục cái thân tôi. Đây. Đấy, lúc nãy là nó chạy vào đến đây. Ông hiểu không? À. Đấy, giờ tôi cân thịt này như này. Một ký mấy lên cái nó chạy xuống không? Nó chạy ra số 0. Thì cái này nặng hơn này nặng. Ông phải bỏ cái thêm vô đúng đây này, thì nó mới ấy được. Bỏ cái này ra thêm bỏ, cái cân. Một cân 3. Ký 3 mà. Ui. Nhiều quá vậy? Dạ, nhiều quá, nhiều quá. Bớt ra, cái bớt ra. Bớt ra, nó mới về. Lên, làm lại cái bớt này. Giữa rồi. Nhìn này. Đây này, sao cả hai cái này nó lại không bằng nhau. Đây này, tới nó phải như này. Đúng rồi, cái này bị yếu hơn rồi. Thêm thịt đi anh. Thêm nữa. Cho cả cục mặt. Nó phải lên, nó phải đi. Giữa rồi. Đây. Hết rồi. Không ai có thể phân định được cái cuộc này. MC thì toát mồ hôi mà. Rồi, tôi toát hết mồ hôi rồi. Mà cái ông bán hàng thì hoang mang tột độ, cũng hiểu thế rồi, nào. Các bạn cứ đứng đấy. Bây giờ chúng tôi xin mời hai chị Đào Thúy Hằng và Bùi Thị Lợi ra sân khấu ạ. Các chị nguyên là những mậu dịch viên ngày xưa. Chào cô mẫu dịch viên.
Xin giới thiệu, đây là hai chị đã từng là làm công việc này ạ. Dạ, mậu chào chị viên ạ. Đấy ạ. Vâng. Dạ, mậu dịch viên ạ. Dạ, vâng. Dịch viên. Thưa các chị, là chị làm cái công việc này trong bao lâu ạ? Kính mời. Thưa toàn thể các quý vị, tôi tên đầy đủ Bùi Thị Lợi. Sau khi công ty thực phẩm xóa bỏ bao cấp thì chị em chúng tôi có tự nuôi nhau, và chúng tôi về sau thì chúng tôi về chế độ. Sau khi về thì tôi làm ở địa phương, làm luôn tổ trưởng dân phố 20 năm liền. Vâng. Cho đến bây giờ tôi nghỉ. Dạ, vâng. Cảm ơn chị đã đến với chương trình ạ. Còn vâng. Chị Hằng ạ. Vâng, xin mời. Xin chào các quý vị khán giả trong trường quay, và chào anh Sâm và chào dạ. Tự Nông nhé. Vâng ạ. Tôi là Đào Thị Hằng. Tôi vào công ty thực phẩm này là từ năm 1976, khóa 3 đấy ạ. Thì khi tôi về thì trực thuộc của chợ Hôm, và sau đó chi nhánh của chúng tôi là Lê Quý Đôn. Thì đây bây giờ thì gọi là sếp, trước thì là tổ trưởng của tôi ạ. Chúng tôi vào nghề khóa đầu tiên của công ty thực phẩm Hà Nội, và chúng tôi học 2 năm rưỡi. Vâng. Sau đó thì chúng tôi ra trường và chúng tôi được phân công về cửa hàng thực phẩm Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Dạ. Tôi là quầy trưởng. Dạ. Còn đây là mậu dịch viên xuất sắc giỏi. À. Và đi thi cùng với tôi là mậu dịch viên giỏi cấp thành phố. Dạ. Vâng. Vâng. Cô ơi. Thanh Duy nó hỏi dạ gì ạ? Cô hồi nãy cô có nói là phải đi học để làm công việc này, thì không biết là khi mà học là mình sẽ học những môn gì vậy cô? Vâng ạ. Báo cáo với lại hội nghị này nè. Tôi học 2 năm rưỡi. Trong đó có 80 tiết về thương phẩm học. Dạ. 60 tiết về pha lọc. Như chúng tôi đánh chưa đầy một hồi chuông chúng tôi đã pha xong con lợn, và phân rất là đều, thân ra thân, thủ ra thủ, sườn ra sườn, mà đánh đúng phẩm chất. Cái chân giò trước là nó phải tròn như mâm xôi. Cái chân giò sau khi cắt dâng lên nó không như cái cục tre, nó phải bằng mặt. Thì thân nó phải đúng đường chỉ. Má thủ nó không được thừa má. Lọc, khi mà lọc sấn, lột đì, nó phải sát sườn. Sườn lọc không được thủng lỗ. Đấy là cái nghề của chúng tôi. Trời. Tất cả đều là chuyên môn hết. Vâng. Mà đều phải học hết chứ không phải tự dưng nó đến được. Chỉ phải đúng học rồi, nha. Học 2 năm rưỡi mới cắt được như vậy. Còn Long chưa học, Long cắt thịt như là chặt củi vậy đó. Ôi. Chị ơi, bây giờ phải nhờ hai chị này, cái công việc nó quá khó đi. Các bạn chỉ kịp làm là có 2 hạng cân thôi. Vâng. Một là kháu lạng. Vâng. Và đây là 1 cân 3, chị kiểm tra giúp bọn em xem là thế nào ạ? Bằng mắt thường em biết nó không chính xác, do cái cân này không chính xác chứ không phải do mình đâu. Đầu tiên nói về cân, về nhận quầy thì không phải cân này, mà là cân hai bên, tức là cân đĩa. Vâng. Cân đĩa thì các cái quả cân nó chỉ bằng các cái quả này và quả sứ, chứ nó có 1 lạng, 2 lạng, 3 lạng để bên này và bên này là để hàng. Vâng. Cái hàng bất kỳ, có thể là muối, có thể là mắm tôm, có thể là thịt, có thể là cá, nó sòng chánh này, hai bên bằng nhau thì là đúng. Sau đó thì công ty thực phẩm Hà Nội chúng tôi đặt với Ba Lan mua cân này. Dạ. Cân đồng hồ thay toàn bộ cân đĩa Ba Lan. Cân này trọng lượng cao nhất là 15 cân. Dạ. Nhưng cân bình thường không có quả đặt lên thì chỉ được 1 cân, cân đúng được 1 cân thôi. Vâng. Quay cân các anh đặt như thế này, nếu mà là mậu dịch viên là cân. Các anh đặt ngược. À. Các anh quay, quay các anh quay hộ tôi, các anh quay. Dạ. Nếu để như thế này không thuận tay, nó không thuận tay thôi chứ không phải là sai. Vâng. Nó không thuận tay thôi chứ không phải là sai. Nặng lắm. Anh ơi, quay ngược lại đi. Quay ngược lại. Đấy, đấy, đúng rồi, thế mới là chuẩn cân. Nó mới thuận tay thôi chứ cũng không phải là sai. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên. Vâng. Khi chúng tôi nhận về thì có kiểm dịch. Chúng tôi là quầy trưởng, chúng tôi phải có trách nhiệm cùng với các anh kỹ thuật kiểm tra số 0 của cái mũi tên này. Kim chỉ đúng số 0. Mậu dịch viên phải ký và chứng nhận với tôi là cái cân này đúng số 0 và cân cực kỳ chính xác. Dạ. Khi cái cân này cân chỉ được tối đa là 1 cân là đến đây là 1 cân. Dạ. Thế nhưng nếu khách hàng muốn mua cân 1, đây là ví dụ, thì các anh các chị phải đặt lên đây quả 1 cân. À. Thì nó sẽ sang bên này, thịt để lên đây hoặc hàng để lên đây thì nó lại sẽ là cân 1. Vâng. Thì là chuyện đủ cân 1. Dạ. Vì bên này 1 cân rồi. Vâng. 1 cân là cái này rồi, thì nó lên đây nó là 1 lạng, nó là cân 1. Vâng. Đấy. Thì ví dụ cân 2 thì đây vẫn là 1 cân, thì cái này thêm nó chạy lên 2 lạng là cân 2. Đấy. Cái này có được 1 cân 3 mà chị kiểm tra giúp em cái. Được rồi, anh cứ bình tĩnh nha. Thăng bằng cái kim là đúng số 0. Thăng bằng cái cân này nó chỉ 1 tỷ thôi. Không, tỷ thì, nó không đáng kể. Thì mình sẽ cộng trừ cho các cộng bạn trừ. Mình sẽ trừ hao ạ. Nhưng nói thật với anh đúng cái kia. Đúng là bỏ qua đây chứ đâu phải cái bỏ cân hải, này bỏ không, đây. Nó bây giờ lâu ngày nó giết rồi, không thể chuẩn được. Cho sang bên này là sai hoàn toàn. Nó phải là cái bên đây này. Đây này, nó chỉ đến 900 là nó cứng. Đây đây chị ơi, để qua một cái cân này không thể chính xác được nữa rồi. Thế bây giờ bằng mắt thì chị thấy là đây có khoảng cân 6 không? Không. Nếu mà bằng mắt cái chỗ này cân 1, 3 cái cân 3. Tốt hơn chỗ này chứ mà. Cân 3. Cả cái này nữa thì là
bằng nếu mắt. Cả chỗ này khoảng cân 3 đến cân 4. Cân 3 thì là các bạn ấy chính xác đấy. Vâng, thế chị, vâng, chị kiểm tra giúp em xem cái miếng này. 6 lạng. Cho lên đây là 6 lạng thì có được không ạ? 6 lạng chuẩn. 6 lạng chuẩn ạ. Vâng. Chuẩn so với cân này. Dạ vâng. Chuẩn vì mình dùng cân này dạ, mà chị. 6 vâng. lạng mà chuẩn với cái cân này mà cái cân này không chuẩn. Như vậy là các bạn đã hoàn thành phần thi, các bạn có 2 trong 3 hạng mục, các bạn cân được 2 hạng mục đều đúng. Bọn em có 10 điểm. Xin chúc mừng. Vâng. 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 Cuối cùng vẫn đòi được 10 điểm. Cảm ơn đội thẩm niên 80. Và ở trong tay em có hai cái bức này đây. Vâng ạ, của tôi. Chắc là của đây đúng không? Vâng của chị vâng, đúng không? Vâng. Thôi là hai cô chân này chị em đây ạ. Cái này là em thi mẫu dịch viên giỏi cấp thành phố ở chợ Đồng Xuân. Đây là cả hai chị em. Đây cả hai chị em luôn đấy. Vâng, 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 vâng đấy. Và hồi đấy các chị đoạt giải gì ạ? Đoạt giải nhất. Và em được giám đốc sở chuyên nghiệp Hà Nội tặng giấy khen. Vâng. Và em nhớ là cái cô Nguyễn Thị Kiều Tiên, cô là phó giám đốc sở, cô nói với em một câu là: các cháu ơi, vào cái nghề này là ăn với chồng nửa bữa và ngủ với chồng có nửa đêm thôi, vì là cứ 3 giờ sáng mới được về, chưa bao giờ được đón giao thừa ở nhà. Đấy là cái nghề này. Ở ngoài cứ tưởng sung sướng nhưng cực kỳ vất vả mà khổ. Ai cũng muốn mua mà lại thiếu, nó khó phân phối lắm. Mà chắc là các chị hồi đấy làm cái công việc này là hơn ai hết các chị cảm thấy thương người dân đúng vâng. không? Đứng xếp hàng từ tối, có khi đặt gạch rồi thì các thứ này kia đặt chỗ để xếp hàng. Thế nhân thể em cũng chia sẻ thêm một câu như này. Cái hôm ấy là 9 giờ tối 30 Tết rồi. Thì chồng của một cái chị này hơn 50 tuổi. Anh đến anh gọi em ra, anh bảo: cô ơi, giờ này mà cô chưa cho vợ tôi về để thắp hương để cúng bố tôi à? 9 rưỡi đêm rồi vẫn còn ngập ngụa hàng hóa, tem tiền bừa bãi, dân vẫn xếp hàng. Anh mắng em như thế, em vẫn bảo: anh Châu ơi, anh thông cảm cho chúng em, nghề của chúng em như thế mà. Đấy là sự thật của nghề chúng em, rất vất vả. Thanh Duy muốn nói gì con? Dạ, con chỉ muốn hỏi thêm một câu thôi là cái hình ảnh cái bông hồng trên cái ngực áo của cô quên, rất là đẹp. Là quên, nó có ý nghĩa gì không cô? Rồi. Quên không chia sẻ. Vâng, kính thưa toàn thể. Thôi nghỉ. Vâng, chị quen rồi. Vâng, thế này ạ, sau khi mà cũng tương đối ổn định về hàng hóa thì công ty thực phẩm Hà Nội chúng em quyết định là một tuần có 6 ngày trừ chủ nhật thì 3 ngày, thì ngày đầu tiên mậu dịch viên mặc áo màu trắng, ngày thứ hai mậu dịch viên mặc áo màu xanh và ngày thứ ba mậu dịch viên mặc áo màu hồng. Và trên ngực áo là đều có tên và đeo bông hồng vào. Đấy là cái bắt mắt đầu tiên với dân. Thứ hai là tại sao có bông hoa hồng là vì là quầy của chúng em là quầy thanh niên ba tốt, thắng Mỹ làm theo lời Bác. Dạ, thì đâm ra chúng em tất cả đều phải đeo hoa hồng. Vâng. Đấy là nguyên tắc mà của công ty thực phẩm Hà Nội quy định. Những câu chuyện mà không kể ở đây thì chắc chẳng ai nhớ, chẳng ai biết đâu đúng không? Bà ngoại của con kể về cái chuyện là phát tem phiếu thôi. Mỗi lần mà ăn thịt heo bà ngoại sẽ nói là bây giờ tụi cháu sướng lắm, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Hồi đó là bà phải đẻ cho đông thì nhà mới có nhiều tem, mình mới có nhiều thịt để ăn. Và bà ngoại không thích cái cô mậu dịch viên. Bà ngoại nói với con là ngoại ra ngoại xin thêm một chút cho cháu ngoại mà không cho thì kêu là để cho người khác. Bây giờ con nghe câu chuyện của cô, con mới biết là thật sự là đứng ở vai trò của các cô khó xử vô cùng. Khó lắm ạ. Dạ. Và con rất là thương, rất là thương. Và cảm thấy là bây giờ cô bao nhiêu năm làm nghề rồi mà cô đứng trên đó cô nói nó vẫn là lửa yêu nghề ạ. Con rất là nể phục cô và con được truyền cái cảm hứng rất là nhiều. Cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Rồi, cảm ơn Quỳnh Châu. Vâng. Cái hồi bao cấp ấy là hầu như là tem phiếu của gia đình ấy. Chị ơi, chị cho tôi mua cái một nhân đôi là sườn, xương và chân giò. Thịt thủ. Xong rồi thịt thủ là nhân đôi. Mà tranh nhau mà xếp hàng sớm để mua được cái đó. Ví dụ như thịt thủ. Tức là những cái chỗ mà nó ít thịt thì là nhân đôi. Xong rồi sườn cũng bán là nhân đôi. Và chân giò cũng bán là nhân đôi. Người ta phải đi thật sớm. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà đã hết những cái hàng đó rồi thì họ không mua bằng thịt, mà họ bảo cho tôi chua mỡ. Mà đúng họ rồi. Về là họ chỉ có dán lấy top này, xong rồi lấy mỡ để người ta ăn dài dài. Nói chung là rất là khổ và rất là thương. Bây giờ mới cảm thấy là các cháu ở đời mới này, các cháu không biết được những cái hồi bao cấp như nào thì quá sung sướng. Và chúc mừng các cháu vì điều đó đúng không ạ? Vâng, đúng. Vâng, rất là cảm ơn hai chị đã đến với chương trình. Và những câu chuyện của các chị người thật, việc thật. Và tôi tin rằng là khán giả đang theo dõi chương trình này thì rất nhiều những người, có thể là cả những khách hàng ngày xưa đã từng mua ở quầy thực phẩm của các chị sẽ nhận ra các chị. Hồi đấy cũng có nhiều chuyện vui lắm đúng không chị? Vâng ạ. Kỷ niệm vui thì em xin kể như này ạ. Tức là có những tối
ví dụ rằm tháng 7 ngày xưa thì rất là thiêng liêng. Thế thì lúc đấy là gần 11 giờ đêm rồi, ngoài lò mổ Lương Yên có gọi điện cho em bảo cho ngay ra để lấy 2 xe lòng về bán cho dân, bán rẻ vì nó lòng rất gióng hỏng. Thế thì mộ dịch viên gần như về gần hết rồi, em đành phải gọi 3 người ở lại và chúng em quyết định là ra lấy 2 xe lòng về để bán cho dân. Nhưng mà lúc đấy làm sao mà thông báo được cho dân kịp đến biết để mà đến mua? Anh ơi, cái chuyện đấy cực kỳ nhạy bén. Nhạy chỉ lắm. Cần có ánh đèn cái là người nọ gọi người kia. Người nọ truyền tai người kia. Thế thì còn có 3 bộ dịch viên với em là 4, thì giải ra 4 cửa bán rất nhanh. 2 giờ kém 15 đêm mới dọn xong. Mà lòng bọng mà không rửa dọn thì ngày mai không thể chịu được cái bàn nó bẩn. Nói thật với anh thì 4 mộ dịch viên của em, 4 người yêu đến. Còn chúng em mới đếm tiền. Tiền nó cứ dính tiết. Lại mang lên tận chợ hôm, đi qua IS xanh vườn hoa bắt tơ, rất là sợ đêm hôm để nộp tiền. 3 anh là người yêu quét dọn cỏ lau chùi, còn một anh áp tải đi để nộp tiền. Đấy là sự thật như thế. Các anh các chị không thể tưởng tượng được đâu, nó rất là vất vả mà không ai biết được. Cô ơi, ngày xưa con nghe đồn là các mộ dịch viên là, bây giờ này hay nói là vui là có giá lắm. Mà ngày xưa hai cô xinh như thế này thì lúc đó là các chú là xếp hàng theo nườm nượp, có đúng không ạ? Đúng ạ, chúng tôi rất có giá. À, đúng rồi. Ngày xưa chúng tôi ra khỏi trường nhân nghiệp hàng tỷ anh nhìn, nhưng ngoài một anh nhìn. Nó cũng có cái bài hát riêng của chúng tôi nữa cơ. Bài hát ạ? À? Bài hát như thế nào chị? Em nhớ một câu nhé. Qua những nẻo đường, qua từng phố nhỏ, thôn xóm rộn ràng ngày đêm rực rỡ, tôi vẫn gặp em mậu dịch thân quen, tôi vẫn gặp em cô mậu dịch viên. Vâng. Rất là cảm ơn. Yêu cô mậu dịch viên, yêu cô mậu dịch viên, yêu cô mậu dịch viên. Cảm ơn thập niên 80. Họ đã đại diện cho tất cả những anh em ở đây gửi cái tình yêu kính trọng đối với các chị, với các nghề mà chị đã trải qua. Cảm ơn chị Lợi, cảm ơn chị Hằng rất nhiều ạ. Và cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách chung. Đầu tiên chúng ta sẽ hướng sự chú ý lên sân khấu. Xin mời. Bắt về đi. Cũng được á. Ê bà Trăng đi. Ôi, bà bị đi. Vậy thôi bà bị đi, bà bị đi. Bà bị nè. Nhiều nha. Bị. Trời ơi bà bị rồi. Chơi lần nào cũng bị hết trơn. Chơi lần nào cũng thua hết trơn. Bắt lại bên mắt. Số máy vậy. Số máy. Trời, có thấy đâu bà. Nhẹ nhẹ xíu cái đầu. Được chưa? Rồi. Rồi. Thấy gì không? Rồi chơi đi. Thấy gì không? 2, 3. Một bầy trẻ nhỏ bịt mắt bắt dê đi khắp bờ kè ngã đời bốn gió, mọi người cười rộ cố đuổi vòng quanh dê chạy thật nhanh tấm ngay một chú. Trơn rồi. Ê, không cho trốn nha. Không cho ăn gian nha. Giờ ai nông không vậy? Trời đất ơi. Về tập gym nha, rồi phơi lép nha. Hiền. Rồi, rất cảm ơn các bạn diễn viên. Và bây giờ sẽ đến năm thập niên của chúng tôi chơi cái trò này. Ủa? Tôi sẽ là người đọc cái bài đồng dao đấy. Sau khi tôi đọc xong, các bạn phải đứng yên tại chỗ, không có di chuyển. Và bạn sẽ bắt được ai đấy và sẽ phải đoán ra đấy là ai. Nếu như cái người mà đi bắt dê ấy, mà người ta đoán được con dê đấy là ai ấy, thì cái người mà bị bắt đúng ấy, thì lại trở thành người đi bắt dê. Sau 5 phút, đội nào là người đi bắt dê thì đội đấy thua. Còn tất cả các đội còn lại thắng.
Rồi. Okay. Các bạn hiểu chưa? Em hiểu, em hiểu. Bây giờ đầu tiên sẽ là phải oan tụ ti. Mỗi đội cử ra một người đại diện để oan tụ ti. Rồi, nên nhiều đã bị này. Nào. Hai. Hai, ba. Nhiều ra ít bị. Ít là hai, ít còn hai người. Hai người đấu hai người đấu với nhau. Hai người bắn trong xe. Oan tụ ti ra cái gì ra cái này. Oan tụ ti ra cái gì ra cái này. Ơi. Đầu tiên 80. Mình là dê hả? Rồi mời chị Trang. Đúng nguyện vọng của anh Long rồi đó. Bây giờ chị bị bịt mắt lại. Là vô một hết. Người bắt được anh là xong. Có gì ấy di chuyển trong rồi, khu vực này đúng không? Không, mình bắt nhau ra, mình bắt nhau ra. Chạy lúc đầu thôi, lúc sau là đứng lại. 3. Đây tay đâu chị? 2. 1. Đâu tay bên này đây, bên này đâu? Một bài trẻ nhỏ. Quay lưng lại nhau, chị quay lưng lại. Bắt bắt dê, dê dắp bờ kè, ngã trần bốn gió. Mọi người cười rộ, cố đuổi vòng quanh. Dê chạy thật nhanh, túm ngay một chút. Mắt dê mà như đập ruồi vậy á. Đó là ai? Một con đây rồi. Ai? Ai? Chị Hạnh ơi. Ai? Đó là ai? Hồng Hạnh. Đó là ai? Hồng Hạnh. Bắt được chưa? Thanh Duy, Thanh Duy. Thanh Duy, chính xác. Xuất sắc. Xong rồi, Tử Long xong rồi. Còn đấy là ai? Tử Long. Tử Long. Hết ạ. Sao túm chân người ta đấy kia? Đấy là ai? Châu, châu, châu. Khoan, khoan, khoan. Đi chương trình mình không ai mặc quần đùi rồi. Rồi, rồi, đội của bạn đã thắng rồi. Có thể cởi ra. Các bạn trợ lý chút cái. Vâng. Không phải phải kêu lên để tôi đi tìm chỗ khác. Vâng. Cứ để nó cầm chân. Bây giờ đến được bịt mắt Thanh Duy và đồng đội của Thanh Duy đâu? Nam, Duy Nam, hai người. Các thẩm niên vào nào. Ai đây? Nào. Em. Ok. Tiếp tục đi. Hát đồng dao. Một bài trẻ nhỏ. Dê bắt dê. Dê bắt bờ hè ngã cần bốn gió, mọi người cười rộ cố đuổi vòng quanh, dê chạy thật nhanh túm ngay một chút. Đây anh rồi bây giờ thấy mình xoay lại hai ba xoay. Thanh Duy. Ai? Nói ngay Thanh Duy. Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Không đúng. Không đúng là phải ra làm lại, ra làm lại. Vâng, không phải. Nào, bài đồng dao là 2, 3. Mèo đuổi chuột. Mời bạn ra đây. Bắt, bắt, dê, dê dắp bờ nè. Ngã cần bốn gió, mọi người cười rộ. Cố đuổi vòng quanh, dê chạy thật nhanh, tấm ngay một chú. Sao mà ai cho em ra cái đánh nguội à, chú ơi? Ra ngoài rồi, Thanh Duy ra ngoài vào. Buồn đồi không phải. Hai ơi. Đây rồi. Sao nó hôn nhau? Còn chưa? Anh ơi! Đây là anh à? Nào! Ai? Chế Nguyễn Quỳnh Châu! Ai? Chế Nguyễn Quỳnh Châu! Ai? Châu! Chính xác! Hết giờ! Hết giờ rồi! Hãy hạ xuống đi! Như vậy là ở phần thi bịt mắt bắt dê vừa rồi thì đội cuối cùng bị vào làm người đi săn dê. Đấy là đội 2010. Và các bạn có 5 điểm, 4 đội còn lại mỗi đội có 10 điểm. Xin chúc mừng.
thực ra thì những cái trò chơi dân gian ấy bao giờ nó cũng hướng con người ta tới một mục đích nào đấy. Ở cái trò này thì nó hướng người ta tới rèn luyện về thể chất này, về cái sự phán đoán này. Cái này cũng không hẳn là cho trẻ con chơi không đâu. Ngày xưa ấy là những cái nam thanh nữ tú ở các cái vùng quê ấy, là họ ngày đầu xuân hoặc là những dịp lễ lạt nào đấy thì họ bao giờ họ cũng tổ chức chơi. Nó rất vui, nó rất lành mạnh. Thì có những kỷ niệm nào muốn chia sẻ về cái trò chơi này không? Dạ, hồi xưa con nhớ là cái trò này là học sinh tụi con sẽ dùng khăn quàng, giống như mấy bé trên này chú lấy khăn quàng ra để bịch để chơi. Nhưng mà có một cái mẹo là cái khăn quàng xưa rất là mỏng. Xong nhìn thấy những trả vờ là đoán sai để... Này số mấy? Đấy, số 2. 2. Hồng Hạnh thì có bao giờ chơi trò này hồi bé không? Dạ, mà hồi nhỏ là bố mẹ đẻ nhiều con lắm. Cho nên là mỗi lần mình lớn chút là mình phải bế em. Nhưng mà rất là thèm chơi nhảy lèo. Cho nên là mấy chị cũng có nhảy, nhưng mà Hồng Hạnh vừa nhảy mà bồng đứa em nhảy qua cái dây đó nữa. Wow, cho nên Wow. Bồng vừa nhảy qua. Thách thức có bao giờ chơi trò này không? Chơi thường luôn anh. Mà xưa cái trò mình ghét đứa nào mình bắt được nó không mà rần ra mình nhéo. Nhéo nó là ai, chưa tiếng động mình đoán được là ai. Đó là cái mẹo mà thời nhỏ thì phải chơi. Hà Thu. Dạ, cái trò này con rất là thích. Tại vì là thường thường chơi một nhóm là có crush của mình đó chú. Có người mình trong mộng đúng không? Dạ, trong mộng á. Cái mình thấy rồi nha chú, nhưng mà cứ Kiều. Đưa tay ra, đưa tay. Chú mà biết chơi cái trò này á mà tim đập thình thịch luôn chú. Con mới biết cái trò. Tại vì đúng ý luôn, cuộc chơi luôn rồi. Định không nói nhá, nhưng mà tức là hai con bé này ấy thì là nó thích chơi cái trò này bởi vì nó muốn ấy crush của nó. Rồi. Còn ngày xưa anh biết em xinh lắm. Em rất xinh. Chứ em ghét cái trò này lắm bởi vì hả em toàn bị chúng nó ấy thôi. Nó cứ bắt xong rồi nó cứ thế này, thế này, thế này. Em ghét lắm anh ạ. Thế em phải nói, em phải la lên thì là nó lộ ra đấy. Nhưng mà nó cũng chơi hí như con bé này này, nó biết em. Tức là... Rồi. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Ký ức vui vẻ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách riêng của thập niên 70. Thập niên 70 sẽ làm gì? Đầu tiên chúng ta sẽ xem trên sân khấu có gì. Xin mời. Mình ơi, mưa rồi, mình ra tháo giỏng giùm em nha. Cái giỏng này á, xong là mình xin được không chị? Thì cái giỏng này nằm mát lắm chị Xuân. Trời ơi, dễ thương quá. Xin cảm ơn các diễn viên. Vừa rồi một khung cảnh rất quen thuộc đúng không ạ? Và bây giờ nhiệm vụ của thập niên 70 sẽ phải mắc lại chiếc võng. Làm sao để sau đó một trong hai người ngồi không bị đứt võng hoặc là bị trùng võng. Xin mời. Vâng. Dạ. Em nghĩ chắc là phải bổ sung cái thách thức. Tức là sau khi buộc võng xong là chị Vân phải ngồi và cô Xuân phải đưa võng. Đưa được mới được tính. Cái gì mà làm này, khó tụi tôi vậy? Nhà ai nấy tỏ nhá, cái thằng 90 kia. Cái gì mà làm khó tụi tôi vậy? Chị cứ ngồi đi, còn em làm con nít khóc cho. Vắt lên cái cành Long, tràng. Long xuống Long. Che ống kính người ta hết đàn Long à. Từ từ. Cụ Tư. Chị ơi.
thì Vân cột sắp lát được rồi, không được luôn. Mới là không được luôn. Đã xong chưa? Chị đã xong rồi. Bây giờ thì ai sẽ là người ngồi thử? Chị Vân ngồi đi, thì cô sắp chưa đủ. Chưa đủ nhá, thằng kia nhá. Lại cứ gia đình người ta mà cứ xen vào, ô hay. Vâng, thử thách đã vượt qua. Xin chúc mừng, xin chúc mừng thành viên 70. Được rồi, Thục Vân là không đúng kỹ thuật nhưng mà nó vẫn đảm bảo được đúng không? Không có giống như là cái đầu tiên. Đúng rồi, không giống dạ, như cái đầu nhưng tiên. Nhưng mà cái này vẫn đảm bảo tối đa luôn. Đúng rồi. Anh yên tâm, ta gỡ không được luôn đó chú. Bây giờ là lấy kéo cắt thôi. Bây giờ chắc là phải thế không, thôi. Không, tại nãy mà cái lời giao của Sâm là làm sao mà cột mà một trong hai người ngồi mà không có rơi. Đúng đó. Rồi. Là mình đã vượt qua rồi đó chị. Chúng ta đúng đã vượt qua điều đó rồi. Chính xác. Thế cho nên thập niên 70 có 10 điểm. Điều mứa vừa rồi của mình là đã thành công rồi đó chị. Nhìn những cái võng vừa rồi thì chắc mọi người cũng nhớ lại cái tuổi thơ của mình. Đã có ai từng nằm võng này chưa? Trời ơi, ai có nhiều Quốc, nhiều Quốc Bình, dạ, Quốc Bình xin luôn. Mời. Ngày xưa là em hay về quê, mà về quê ở nhà bà ngoại em có cái võng. Và cái võng đó là cái võng rất là đẹp, dù mà bảy màu xanh đỏ tím vàng nó rất là đẹp. Và em rất là thích nằm mắc võng ở hai cột nhà, xong nằm đung đưa là buổi trưa nằm thích lắm anh. Chú con là có một cái ký ức không mấy vui vẻ về cái võng này chú ạ. À. Tại sao? Hồi nhỏ quê là không có đồ chơi gì nhiều hết, là có cái võng ở sau vườn á chú, móc ở hai cái cây vậy nè, là ba chị em cứ giành nhau á chú. Cái ba con ra thấy ba chị em chí chóe, cái gì vậy, cái gì mà ba đứa ồn vậy. Xong nhỏ em con nói chị giành võng của con, cái ba con gỡ xuống lấy cái dao bầm 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 đứt cái võng. Xong nói là ba giận quá hả? Dạ không, ý ba con nói là ba chị em chơi với nhau là phải nhường nhịn nhau. Cái từ sau cái võng đó trở đi là ba chị em cháu răm rắp không bao giờ cãi lộn hay là hó hé nữa, tại vì là hó hé một cái là ba đứa không được chơi nữa. Cái võng này thì nói chung là nó có nhiều công dụng lắm. Nhưng hóa ra bây giờ qua cái chương trình lại phát hiện ra nó còn có tính năng giáo dục trẻ em nữa. Đúng không? Tự nhiên là ba chị em là thành ra là vì cái võng thôi. Anh ơi, quê thì cái võng đay này là nằm rất là nhiều. Thì em về quê ngoại thì có một kỷ niệm là cũng đu võng đấy. Thì cái võng này nó rất to, mình thì bé anh ạ. Đu cao thì đến lúc cao thì túm này anh ạ, lồng vào đấy, vặn ngược lật người xuống. Thì là em nói chung là mũi, mi, mồm, miệng là nó giống nhau hết cả. Và đấy là cái võng nhớ đời mà em về quê ngoại. Và từ bấy giờ là em cũng không bao giờ bén mảng đến cái tên là võng bao giờ nữa. Cái võng từ nhỏ luôn á. Cái võng này là hồi xưa là trẻ em dưới miền quê là sinh ra đã nào được mẹ nằm ở trên võng này đã ru con rồi đó. Mà võng của ngoại em thì em đang bằng bố luôn, bố bằng mây á. Mà nó bền lắm, cộng nó dày bằng ngón tay như nè. Nhà em cũng được một cái mà cái võng này là nhiều kỷ niệm. Em bị đòn từ giữa võng này tại mấy anh em ba bốn người chất lên á, xong đứt cái võng xong bị đòn hoài luôn. Vì nhớ đời về cái võng này lắm. Thực ra thì cái võng này có thể làm được nhiều chất liệu khác nhau. Đúng rồi, nó làm bằng tre nè, bằng mây, bằng bố, thậm chí bằng dây lá chuối á, mà khô mà dắt lại cũng làm được cái võng này luôn. Cái thời bao cấp ở quê nhà em ấy, không có xe cộ mà cáng các cụ đi viện ấy anh. Tức là hai người thanh niên ấy ló một đoạn tre này, sau lấy cái chăn con công phủ lên, thế là một ông nằm ở đấy là đưa lên bệnh viện huyện là phải đưa bằng cái này đấy. Em làm anh nhớ đến một cái kỷ niệm cười ra nước mắt. Bà chị gái anh ấy là bà có mang, thì đến lúc bà đau đẻ thì hồi đấy làm gì có phương tiện gì đâu, thì là chồng của bà, tức là anh rể của anh ấy, là một đầu anh một đầu, bà nằm ở trên cái võng này khiêng. Thế và khiêng từ nhà cho đến bệnh viện ở cái thị xã Phúc Thọ nó xa lắm. Đến cái đoạn đường nó mệt quá, anh rể mình nói là thôi nghỉ tí đã. Thì anh là cái người mệt hơn, mình yếu hơn. Mình làm mình phịch một cái, buông một cái mà bà chị giáng cả cái lưng xuống đường luôn. Mà cũng may mà không bị sẩy thai. Hồi đấy đúng là không có một phương tiện gì cả. Và nhà nào có cái võng cũng là may lắm rồi. Chứ còn nếu không thì không biết làm cách nào để đưa người bệnh đi bệnh viện, đúng không? Có xe đạp thì cũng lấy cái cây tre đấy buộc lên trên hai cái đầu ghi đông. Một cái ghi đông đúng không? Nằm ở giữa đúng không? Cũng nằm bóng ở giữa. Đúng rồi. Ba con ở nhà là mua giường, mua nệm, mua ghế kiểu gì cho ba nằm là ba không chịu nằm. Chỉ khư khư là cho ba cái võng là ba nằm, ba rất là thoải mái. Có thắc mắc là tại sao, nhưng mà công nhận là khi mà mình nhìn thấy cái khung cảnh mà một cái vườn, một cái cây, gió hiu hiu, cái võng đu đưa thì thật sự là mình nhìn mình còn muốn nằm, chứ đừng nói là ba. Nó là điều mà con rất là thích. Tôi thì tôi thấy thực tế ngay các đoàn phim á,
cứ mỗi lần đi quay xa đó, các bác tài xế là đều lấy mấy cái võng dù á, là mấy ông mắc một cái thì trên xe, một cái là với một cái cây ven đường. Và chính nhờ như vậy cho nên các ông ngủ được. Và sau đó thì các ông mới lái chở mình đi chỗ này chỗ kia, mình cảm thấy an toàn. Cái võng nó thân thương lắm, không chỉ đơn giản là chỉ ru em bé đâu mà nó còn giúp ích cho rất là nhiều người. Vâng. Dạ con xin được thêm một ý nữa là con tới những cái sân khấu á, là thường là ca sĩ sẽ đi ra ở phía sau sân khấu để mà chuẩn bị cho cái tiết mục của mình. Thì lúc nào con cũng thấy là ở dưới sàn sân khấu, dưới gầm sân khấu là có 3-4 cái võng của các anh hậu đài, những cái anh mà ở phía sau sân khấu họ mắc những cái võng ở đó để họ ngủ ở dưới cái sân khấu đó. Và con thường những cái lúc mà con đợi con diễn á là con sẽ chui xuống cái hầm sân khấu đó, con được nằm cái võng đó, cái cảm giác rất là thân thương cô. Con là rất là hay đi trekking á vậy ạ, nên là con biết là lần này con về con sẽ bỏ thêm cái gì vô ba lô của con, rồi một cái võng vào nó rất là tiện đi vô trong rừng á. Thật sự là mình cứ vác mấy cái ghế du lịch hay là ghế cắm trại đồ á, con thấy nó không tiện mà cái võng luôn á. Cái võng thì hay hơn nhiều. Mà an toàn nữa, võng nằm trên cao chứ ghế để ở dưới con gì nó bò lên cũng được. Thực ra cái võng này á là nó đặc trưng của cả miền Nam lẫn miền Bắc luôn, nó có thể làm tất cả mọi thứ, đi đẻ cũng có thể bằng võng, khiêng người bệnh nhân. Vâng. Bệnh nhân cũng có, nhưng mà ở trong chiến trường á thì là bộ đội là vừa là cái giường mà vừa là cái mùng, vừa là cái mền luôn. Võng của bộ đội ấy ngày xưa là dù, nhưng mà sau này người ta làm bằng bạt ấy. Nếu như mà nằm ở giữa rừng mà nếu gặp phải mưa thì buộc quận cái đầu ấy vào vẫn không bị ướt. Đúng rồi, là quấn lại 3 trong 1 đó, đúng rồi. Xong rồi quấn lại. Và là cũng lại là cái cán để chuyển đó, để chuyển thương binh luôn đó. Vâng. Đó cho nên Việt Nam mình là đặc trưng cái này. Đấy, cho nên là có bài là cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường xa chân mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Tèo 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 tèo. Ê bên bộ đội ơi. Ê đây nè đây nè. Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường xa chân mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, xua đi nỗi nhớ em xuống núi nắng về rực rỡ, cài nhánh cây gạc núi riêng tư, từ bên em đưa sang bên nơi anh, những binh đoàn nối nhau ra tiến tiến, như tình yêu nói lời vô tận, đông Trường Sơn nói tây Trường Sơn. Sẽ đến với thử thách riêng của thập niên 90. Bây giờ thì chúng tôi xin mời thập niên 90 cử một người vào phía trong này. Người chơi mới, cố gắng lên nha. Rồi. Ở ngoài nhớ trả lời thật nhanh nha. Anh là người trả lời. Okay.
Các bạn cũng sẽ có một phút để hỏi và trả lời. Sau đó sẽ nói cho chúng tôi biết chúng tôi đang muốn nói về ai. Gợi ý của chương trình: đây là nghệ sĩ nổi tiếng với các loại hình nghệ thuật hề chèo, diễn viên hài, hát sẩm, chầu văn. Một phút bắt đầu. Một phát ăn ngay này. Nghệ sĩ này là nữ? Không. Chắc chắn là người miền Bắc rồi. Đúng. Nghệ sĩ này có vai diễn đặc biệt là cu sứt. Rồi. Dạ. Mọi người gọi vua hề đất Bắc. Dạ đúng. Đấy, rồi. Dạ. Đó chính là nghệ sĩ Xuân Hinh. Yeah. Vâng, xin chúc mừng. Cô hậu vua ngầu màu tam toàn. Phân soi gương đi về đồng đánh phân soi gương lượt ngà chạy chuốt thanh vành dây cô vẫn đầu dòng chơi quán sở tân lầu xe giá lên chầu thượng đế vua cha để từng cô vô số hàng ngà ban tài tiếp lộc gần xa cho đồng. Lùa dày đi à.
đôi giày cô mua, mua đôi mồi hoa, mồi hoa toa sáng đúc đinh một vì sao. Vang vang lừng tiếng ca, đón cô về ngự phu. Xuân trào cô xuống, xuống nơi trần gian, mở đường nhân đức ấm no cho mọi nhà. Xin cảm ơn anh Sâm. Xuân Hinh xin gửi tới tất cả quý khán giả một lời chúc thế này. Hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc, nghĩa dài trăm năm. Đúng chất Xuân Hinh luôn. Câu chúc cũng là của Xuân Hinh luôn. Em muốn xong bây giờ em cứ thở đấy. Từ từ cho em nói nhá. Tôi với Xuân Hinh thì thưa quý vị là có rất nhiều những kỷ niệm từ năm 1997, 20 mấy năm rồi gì nữa. Dạ vâng. Thì là anh em có một chuyến lưu diễn Cam Ranh cho đến Tuy Hòa, rồi Sông Cầu, rồi về Quy Nhơn. Nha Trang. Nha Trang là mình ở Cam Ranh. Vâng. Thế em vâng. Nghĩ Cam Ranh nó ở đâu? Em nói thật với bác là bây giờ em cứ lẫn đấy. Cứ nhớ ngày nọ sợ đến ngày kia. Cái ông này ông giỏi cái chỗ là này. Cũng là một cái vở diễn đấy thôi. Nhưng mà ở mỗi một sân khấu lại diễn theo một kiểu khác. Tính ngẫu hứng của anh này rất là cao. Cái đấy nó làm nên cái sự hấp dẫn không bị nhàm chán của Xuân Hinh. Bây giờ thì như em nói là lúc nhớ lúc quên, thì bây giờ trên sân khấu bị thế không? Trên sân khấu thì các cái vở kinh điển thì chắc là em không quên được rồi. Mà em chỉ có thêm ra thôi chứ không quên được vào. Để có một cái chương trình như ngày hôm nay, những cái giá của cô đôi Hầu Đồng như thế này, có thể hát hàng nửa tiếng và có thể một tiếng. Thế nhưng mà rất là khó. Bởi vì là chương trình chỉ cho có 5 phút thôi. Thì phải làm thế nào là phải cắt ngắn, bớt những cái râu ria rườm rà đi, mà phải làm thế nào để làm cho các cái lớp trẻ họ thêm yêu cái văn hóa đó và hòa cùng với tất cả những nhịp điệu của cuộc sống để cho họ thích và họ yêu cái văn hóa đấy. Đấy là quả là một điều rất khó với những người có tuổi như anh em mình. Anh xin lỗi anh, bây giờ mình đứng gần để mình nhìn thấy. Thế cái cô đồng mình là cái móng tay là cũng phải hóa trang thế này, hay là nó bị nó xoay đấy, hay là phải đúng thế này? À không, cái này là em vừa nhảy luôn. Nó bốc quá thì nó xoay ra. Chứ không phải. Đồng chí xoay nhiều quá thế này. Bác xoay nhiều quá. Chứ không phải xoay lại đúng không? Đó, thế này mới đúng đúng không? Thì anh không hiểu, chứ anh hỏi. Hôm nay đến với chương trình Ký ức vui vẻ thì tôi có một câu chuyện. Mà câu chuyện này đã giấu kín khi mẹ tôi mất gần 20 năm nay rồi. Tôi vẫn chưa nói cho mẹ tôi biết về câu chuyện này. Năm 1977, tôi bước chân lên làm diễn viên của nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh và đã thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh để học cái khóa 1 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh khoa các kịch dân tộc. Thì lúc đó hoàn cảnh gia đình nhà tôi thì rất vất vả. Mẹ sinh được 7 chị em. Có một lần tôi lên bến xe, tôi không gặp được mẹ tôi và tôi không về, không có tiền. Năm thứ nhất thì mẹ tôi chạy lên bến xe đưa cho tôi 20 ngàn. Mà 20 ngàn đó thì mẹ tôi phải nội xuống dưới nước hớt 4 gánh bèo, gánh đi bộ mà 3 cây số mới có 20 ngàn để cho tôi. Tôi cứ nhìn hình ảnh người mẹ và cứ khóc, hai hàng nước mắt chảy. Sau đó thì tôi quyết định là đi buôn. Buôn từ thượng vàng hạ cám, làm thuê làm mướn, buôn cả những cái hạ đẳng nhất của xã hội. Tôi học ở trường sân khấu điện ảnh và ra đầu cầu bắt xe lên thị trấn Bảo Yên là cách gần 300 cây số. Buổi chiều thứ bảy, 7 giờ tối tôi mới có mặt ở trên đó, mua các quần áo và đi xe đạp 12 tới 14 cây số vào trong rừng để đổi cái quần áo cho người dân tộc và mua những cái vàng cốm họ ấy ở dưới suối đó. Và đêm bắt đầu tôi lại đi xe đạp với chiếc đèn pin, một bên là vực thẳm, một mình đi trong rừng như thế. Và lại mua tất cả cái bao chám và trở về đến đầu quê tôi là ở chùa Dâu. Và lúc đấy 2 giờ sáng họ đổ xuống đó và tôi đứng ở giữa đường không biết vào đâu. Với thân gà này gầy gò mà tôi lại kéo từng bao chám vào trong để xin ngủ nhờ. Nhưng họ vẫn không cho ngủ và hai hàng nước mắt tôi lại ứa ra chảy.
Và sáng ra ngày nhìn thấy tôi, họ thương tôi. Tôi buồn lắm. Đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa nói những câu chuyện đó với con tôi, với anh em, vì tôi sợ mẹ tôi buồn và tất cả mọi người đều buồn. Đạo Mẫu, Mẫu là người mẹ, người mẹ huyền thoại đã được lịch sử hóa và sân khấu hóa, hóa thành những người có danh tiếng, những người có công lao xây dựng quê hương đất nước Việt Nam mình. Cho nên tôi phải vào để tôi lưu truyền và để cho các thế hệ trẻ biết được những cái vốn quý của dân tộc. Mà tôi xin cảm ơn tất cả những người mẹ hiện thực là ở quanh quẩn trong gia đình chúng ta, nuôi nấng cho chúng ta. Cuộc đời tôi còn sức khỏe, tôi phải làm tất cả những việc gì mà tôi muốn để tôi cảm ơn tiền nhân. Và hôm nay nhờ có chương trình để tôi gửi lại những tâm tư tình cảm của tôi, cảm ơn tất cả, tất cả các bà mẹ của Việt Nam, nhất là người mẹ huyền thoại Mẫu. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hãy yêu thương những người yêu thương nhất của mình, đúng không? Mà đây là người mẹ, cũng lâu lắm rồi mới thấy Xuân Hinh xúc động đến như vậy. Vâng, Hồng Vân xin mời. Ngày hôm nay anh Hinh làm cho tôi rất là bất ngờ. Thực ra tụi con biết không, khi gặp chú Hinh là không bao giờ không có cười. Tức là chú Hinh chỉ nói chuyện mà nói chuyện rất là mắc cười. Không bao giờ mà chú Hinh kiểu như là khóc hay là chia sẻ những cái gì về cái cuộc đời của chú buồn bã như thế nào, không bao giờ có luôn. Đó là cái điều đầu tiên em bất ngờ anh Xuân Hinh. Điều thứ hai nữa là chưa bao giờ em được chứng kiến anh Hinh hát chầu văn. Rồi một cái bất ngờ thứ ba nữa là nhìn hồi trẻ của anh Hinh cũng chưa bao giờ tưởng tượng anh Hinh đó xấu vậy luôn á. Ốm nhom, ốm nhắc à, ốm, thiệt là ốm gầy, thiệt là gầy. Đó, thì ngày hôm nay á, thực sự mà nói á, mọi người biết là ở ngoài Bắc á, mọi người cứ đặt chú Hinh là gì biết không? Ôi dồi ôi, ông Hinh, ông ấy đanh đá lắm. Ôi dồi ôi, ông kêu lắm, ông sống coi như trên tiền, ông không mời, ông không được đâu. Đấy, mời không được đâu. Thế nhưng mà, thì cái nguyên tắc của chú Hinh là diễn, là đưa tiền trước cho chú Hinh. Nhưng khi mà bầu xô làm không thắng hoặc là bị cái gì là chú Hinh sẽ lấy cái tiền đó chú Hinh đưa ngược lại, cho lại người ta rất là nhiều. Một cái điều nữa là mọi người biết là đây là bầu mà sừng sỏi ở miền Bắc một thời gian. Tức là cái gì chú làm cũng giỏi và làm tất cả mọi thứ trên cuộc đời Ô Trập này luôn. Mà kể cho mọi người một cái chuyện này nha, mọi người không tin không được. Cái lần đó diễn ở Hải Dương, mọi người có tin là Hà Nội á, là đã bị bão 4 ngày trước. Thì ngày hôm đó là cái ngày thứ 5 là diễn ở Hải Dương. Thế thì mưa từ sáng luôn anh ơi, mưa lạnh kinh khủng luôn. Thì em có nói anh Hinh là ôi anh Hinh ơi, mưa này diễn nào được mà diễn ngoài sân bãi cơ. Thế anh Hinh cứ bảo cái việc của cô là cô chỉ đi diễn thôi nhá, xong rồi ôm tiền về không nói nhiều nhá. Thế anh Hinh nói thế xong cái đến chiều bắt đầu lúc 5 giờ bắt đầu từ Hà Nội đi. Thì cái đường cao tốc á, anh Sâm, mưa từ Hà Nội mà tới Hải Dương luôn em. Mưa mà mưa tầm mưa tả, thế rồi chị không biết nữa. Lão Hinh này buồn cười ghê, diễn này xong đến nơi rồi không diễn thì đi về mệt quá. Thế gọi điện cho anh Hinh mà bảo cô cứ đến đây diễn, kể cả không diễn tôi cũng trả tiền đủ cho cô, không phải lo. Đấy, mắng tôi như thế. Thế bắt đầu mình rẽ vào cái đường đi vào sân vận động. Cái chỗ đó là chỗ nào anh Hinh? À, nhà hát Nhân dân Hải Dương. Nhà hát Nhân dân nhá. Bắt đầu rẽ vào cái đường đó phát, trời bắt đầu bớt mưa dần dần, bớt mưa dần dần. Và đến cái chỗ nhà hát đó không hề có một tí mưa nào luôn, như chưa bao giờ mưa luôn. Diễn xong á, leo lên xe em đi về anh. Bắt đầu đi ra phía ngoài trở lại cao tốc, bắt đầu từ từ, bắt đầu vẫn mưa như thế. Từ đấy em hãi lắm anh ạ. Lắm. Lão Hinh nói cái gì em phải nghe anh ạ. Lão bảo đi diễn không bao giờ em dám hỏi tiền. Anh Sâm ơi, không bao giờ dám hỏi tiền. Lão cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu thôi. Anh nhỉ. Sợ lắm. Chị Vân ơi, anh Sâm ơi, anh Hinh có một cái hay kinh khủng là như này. Tất cả những người nghệ sĩ ở ngoài Bắc cứ như bọn em mà ở gần anh Hinh thì nó bị một cái không phân biệt được giữa cái việc trên sân khấu mà diễn ngay bây giờ với việc nói chuyện bình thường, nó như nhau. Đúng rồi. Tức là cuộc đời và sân khấu nó là một dòng chảy và không có gì phân tách được cái cuộc đời của anh Hinh. Nên anh Hinh nói chuyện ấy, em với Bắc đã từng ngồi với anh Hinh từ 8 giờ sáng mà uống cà phê, ăn trưa xong nói đến 4 giờ chiều, bảo bọn em bảo bọn em phải về làm việc, bảo không mới có một tí bọn mày đã về rồi. Xong mà mày chúng mày nhiều việc thế, anh còn chả nhiều việc nữa thì thôi, cứ ngồi đây nói chuyện bình thường của anh Hinh nó là như vậy. Cho nên lúc anh Sâm bảo là ai diễn với anh Hinh thì rất là sợ, chắc chỉ có một mình chị Hồng Vân với chị Thanh Thanh Hiền theo được thôi.
múa đội hình ấy thì anh em múa theo kiểu của anh, ai đi cùng được thì cùng, còn thằng nào rớt thì kệ mày, tao cứ đi. Thế mà ai đuổi được khán giả của mình á, ai đuổi được thì khán giả trong Nam của mình á là chắc chưa có gọi là tiếp xúc với chú Hinh nhiều ha, nhưng mà ví dụ như ở trong Nam mình là có chú Hoài Linh, thì ở phía Bắc là chú Xuân Hinh. Trời ơi, chú Xuân Hinh đi đến chỗ nào là coi như là điên rồ đến đấy, và luôn luôn tạo ra sự bất ngờ, đặc biệt là những người lần đầu tiên tiếp xúc. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ông này, biết ông ấy là nghệ sĩ chèo, ông phóng một cái xe rất là phân khối rất lớn, mặc bộ đồ da trông rất ngầu đúng không? Rebel. Thưa với anh Sâm, thưa với tất cả quý vị có mặt, những khán giả thân yêu của chương trình Ký ức vui vẻ, để có một Xuân Hinh máu tham cái gì cũng thích, diễn rất nhiều thứ mà được quý vị vẫn còn yêu mến như thế này, là Xuân Hinh đã phải trải qua những nỗi đắng cay, thậm chí cả những nỗi uất ức của cuộc đời mới làm nên những vai diễn như thế để ghi dấu ấn với tất cả quý vị. Con người ta sinh ra phải có cha có mẹ và có những người thầy của mình. Trước khi kết thúc chương trình, xin hát tặng tất cả quý vị một câu hát về hè, có được không ạ? Được ạ. Anh Sâm ơi, anh Hinh sinh ra là đất Quan Họ và bước chân ra từ cái đoàn Quan Họ, sau đó bây giờ trở thành kẻ chọc cười dân dã, thì em nghĩ anh phải hát hai câu, một Quan Họ, một câu Quan Họ, hát một làn điệu chèo và hát văn vừa rồi ta nghe rồi. Tôi vào tôi không phù hợp với lại cái khí hậu trong này, thế cho nên là cổ nó hơi khan một tí. Ây lặng mà tai nghe, lặng tai mà nghe tiếng hát. Ngã dù hời, ngã dù ngày thôi, tiếng hát mà cũng hay hồi tang ngô tình tang tang ngã tình ơi, nên tôi phải thời tôi phải bước chân xuồng đò, là ơi là thì đò quyết lại con đò sang. Đấy là một câu của một bài gọi đò đấy. Vâng. Con họ đấy. Quanh quanh chề cái kiếp hành, cười cười cất cất tình mê ngây mê, hề khóc cho đời đời đâu biết gọi cho đời tình, đời vẫn mê yêu đời mà vẫn cho đời ghét thương đời, đời vẫn cứ cười chê ném đau nuốt tùi đồ môi, hết nơi điện ngọc lại nơi xó làng, một đời trôi dạt lang thang, cuộc vui khi đã tròn thì cũng là lúc tan tan đời hè. Xin cảm ơn rất nhiều nghệ sĩ Xuân Hinh. Anh ơi, cho em chia sẻ một chút xíu ạ. Tuy là chưa bao giờ được gặp anh, nhưng lại có rất nhiều những ký ức về anh. Và em nhớ là khoảng đầu thập niên 90, lúc đó là em xem cái vở Cu Sứt được chiếu trên VTV, và em cười lăn, cười bò, cười chảy nước mắt ra, bắt đầu biết anh từ lúc đó. Sao lại cười hút vào thế? Ô thế không cười hút 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 vào, cười thở ra để có cái răng nào nó rụng tiệt à? À thế đấy. Không, em nhớ là hồi đó hát văn là chưa được rộng rãi như bây giờ. Anh là người tiên phong ra thu băng đĩa cái hát văn. Và em nhớ nhà em ở trong ngõ Tạm Thương, thì ngay ngoài phố Hàng Bông với cả chợ Hàng Gia nữa, là cái băng đĩa đó được bày ở trong những cái ngăn tủ ở đó. Rồi đến sau này khi em vào trong miền Nam sinh sống á, thỉnh thoảng em qua nhà người bạn đúng cái ngày giỗ, thì bạn ấy hay đốt nhang trầm và bạn bật cái băng hát văn.
coi như là nó ùa về những cái ký ức mà kỷ niệm mà em nghĩ là chỉ có người ở ngoài miền Bắc mới cảm nhận được cái mùi hương trầm và cái không gian của cái văn vang lên nó rất là đặc biệt lúc đó anh ạ. À, anh xin đính chính thế này, anh là cái người mà hay làm đầu tiên. Ví dụ như hát văn đầu tiên mà thu thành cuốn băng cassette để duyệt được những cuốn băng đó, anh là người đầu tiên. Xong đến quay hình cũng là người đầu tiên. Và kể cả hát sẩm cũng là người thu những cuốn băng cassette đầu tiên. Em có cái máu tham bác sẩm mà cái gì cũng muốn làm đấy ạ. À, thôi hát một câu sẩm nhá. Một quả vô nhân em đây, một câu họa vô nhân. Nghe em nhan sắc lòng xuân anh não nùng, dù em mặt là phân ma hồng. Mặt phân ma hồng dù em mặt phân má hồng, dừng dừng em chẳng thèm trông làm gì. Lấy anh đi trước để làm vì anh thì dắt dìu, em thì dở dang viễn tay, sợ trốn em ngồi. Sợ trốn em ngồi viễn tay, sợ trốn em ngồi. Thôi ông sợ thì chết dở. Cháu có một ký ức ạ. Cháu với cả chú Hinh thì có cơ hội làm việc rất nhiều rồi. Vậy thì ở nhà thì vẫn gọi là bố Hinh. Cái hồi cháu 8 tuổi và cháu là một người rất đam mê đánh cầu. Nhưng vì một tai nạn mà khiến cho cái chân phải của cháu phẫu thuật và cháu không thể đánh cầu được nữa. Và một ngày đẹp trời, bố cháu mang một đài cassette về và bật lên vở Cô Tâm Bán Kem của chú. Và chính cái vở Cô Tâm Bán Kem đó đã thôi thúc thế nào mà một đứa trẻ ở vùng cao như cháu đã tìm về thủ đô để thi Đại học Sân khấu Điện ảnh và có một Đỗ Duy Nam như ngày hôm nay. Tất cả cháu phải biết ơn và cháu rất là cảm kích, mặc dù nhiều lần gặp chú cháu muốn nói nhưng mà chưa có dịp, thì hôm nay nhờ chương trình con cảm ơn bố Hinh. Rồi lên ôm bố nào. Đó lại móc tiền đấy. Hinh hay cho tiền. Lì xì. Hạnh phúc của những người làm nghề như em, tâm huyết như em. À, tất cả mọi người đã bày tỏ cái tình cảm với em. Bây giờ sao? Kết chương trình ạ. để đến với chương trình hôm nay, em rất vui. Muốn làm một cái điều gì để tri ân tới tất cả quý khán giả. Mai về Hà Nội, xin gửi tới tất cả một lời chúc. Hay hay, mặt nước vơi đầy. Chúc mọi người đẹp như bông hoa nở giữa ngày đầu xuân. Đây là kỷ niệm chương của chương trình Cứu Vui Vẻ, tin tặng nghệ sĩ Xuân Hinh. Xin cảm ơn bác Sâm, xin cảm ơn tất cả mọi người. Và xin chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe, hạnh phúc, đắc tài, đắc lộc, đắc bình an. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lời ước của tôi xin được nói ra mồm. Trong chương trình ký ức, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì những người làm ký ức vui vẻ đều yêu quý nhau như một gia đình. Mong chương trình sẽ đem lại thật nhiều niềm vui cho những khán giả yêu thích chương trình. Chúc cho bác Sâm, linh hồn của chương trình, sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình với bất kỳ một lý do gì. Chúc cho các đội trưởng của chúng ta, dù có thay đổi đi chăng nữa, nhưng lúc nào cũng yêu nhau, quý nhau và sống với nhau, không chỉ trong chương trình và ở bên ngoài chương trình, chúng ta vẫn coi nhau là gia đình. Cảm ơn tất cả mọi người. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Trước khi thổi nến, xin cảm ơn ekip làm việc của chương trình và xin cảm ơn Đông Tây Promotion. Xin cảm ơn những người đã tận tụy đằng sau khuôn hình và luôn dành tình cảm không chỉ riêng Tự Long, có rất nhiều sinh nhật đã được diễn ra và mong là mọi người sẽ mạnh khỏe và luôn bên cạnh chúng tôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey. Quay trở lại với chương trình Ký ức vui vẻ và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách riêng của thập niên 2010. Nhảy đi. Giờ sẽ là thử thách riêng không hề dễ dàng một chút nào với thập niên 2010. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra trên sân khấu của Ký ức vui vẻ. Cảm ơn. Vừa rồi là chúng ta đã thấy các vận động viên chơi môn skateboard đúng không? Dạ. Sao? Chú ơi, ông ấy, cho đội con thua luôn được không chú? Bây giờ thế này, bây giờ hãy nghe thử thách này. Dạ. Hai thành viên, nếu như các bạn trượt được ván, vượt được qua cái này, thì các bạn sẽ có 20 điểm. Còn nếu như các bạn chỉ cần trượt, không cần vượt qua chướng ngại vật, mà chỉ cần trượt không bị ngã, các bạn có 10 điểm. Hà Thu với lại đã bao giờ trượt chưa? Dạ con chưa, con chưa. Trong bộ phim hoạt hình Tom và Jerry ấy, thì con chuột nó dặn con mèo là đặt nó lên, ngồi cân cho con mèo đủ 2 mét là cái chắc. Hai bạn sẽ phải đeo những cái bảo hộ này. Thu ơi Thu. Dạ. Bây giờ đội anh đề nghị là anh và anh Thức sẽ nắm tay bọn em hai bên giúp bọn em chia đôi điểm đi. Chia đôi điểm không? Sao ta? Một cái đầu gối, một cái tay. Đầu gối nha. Để sao hai sao? Cái đầu gối luôn á. Đầu gối. Từ bên này bên nào ta? Không biết cái nào trước. Mở ra. Mở cái dây ra. Để đi. Hai đứa. Ngồi lên luôn. Cái gì gắt quá, không mềm. Tại vì gắt gắt quá xong rồi mình mở. Thế mà làm. Rồi lan đấy, rồi lan đấy. Lại. À, đúng rồi. Gần đường đấy. Gần đường đấy. Đấy, cái mũi chân được 2 mét rồi đấy. Đấy, cùng. Được rồi. Có điểm rồi, Thu ơi. Rồi, nào, bắt đầu nào. Được chưa? Dạ, được rồi. Mỗi người có mấy lượt vậy chú? Cho ba lượt luôn. Dạ. Rồi. Châu ơi, cố lên. Cố lên. Xin mời. Bình tĩnh. Cố lên, Hà Thu cố lên. Cố lên. Rồi, quá đẹp. Chúng ta là thập niên 2010 đã hoàn thành xuất sắc 10 điểm dành cho các bạn. Xin chúc mừng. Bang 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 bang
sẽ là thử thách cuối cùng, thử thách quyết định karaoke. Và bài hát đầu tiên, xin mời. Ông xã em number one. Ông xã sẽ yêu em hoài kể từ đây đến ngàn sau. Dù cho sóng gió giăng lao, tình anh luôn mãi dâng cao. Như là biển lớn sẽ mãi mãi không cạn khô. Ông xã em number one. 2010. Ông xã sẽ yêu em hoài mãi từ đây đến ngày sau. Dù cho sóng gió giăng lao, tình ta luôn mãi dâng cao. Sai rồi. 70. Ông xã sẽ luôn chung tình chỉ mình em chẳng cần ai. Chính xác. Chính xác. Ông xã em number one. Ông xã sẽ luôn chung tình chỉ mình em chẳng cần ai. Ngày mai đời có thay, lời anh như chẳng phôi phai. Em đừng hờn dỗi chớ có nói câu hờn ghen. Ông xã em number one. Bây giờ sẽ là bài hát thứ hai. Chúng mơ tìm nhau, chờ một ngày yêu thương là lời. Nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trong ngóng. Trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say triền miên. Đêm anh trôi, một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Hai người. Yêu lắm mà thương lắm, già lắm chứ đau lắm. Chưa chính xác. 80. Yêu lắm, thương lắm, xa lắm, đau lắm. Sai luôn. Gần đúng. Sai. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Chính xác. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Ai buồn, em buồn vì ai. Đội 70 xuất sắc giành 10 điểm sau 2 bài. Bài hát thứ 3 xin. Xin mời. Chị hát đi. 70, xin mời. Cùng đôi bàn tay ngô khoai hai mùa. Thương yêu nhau rồi gác một niềm vui chung vui. Thừa mất một ít. Có hết rồi. 90. Cùng góp bàn tay thương yêu nhau rồi. Ngô khoai hai mùa ngát một niềm vui chung vui. Chính xác. Cùng góp bàn tay thương yêu nhau rồi. Ngô khoai hai mùa ngát một niềm vui chung vui. Cho thơm hương đời luôn hạnh phúc. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, quê hương tôi đau sâu ngàn sông núi người chia. Ta đem yêu thương về cho phương Bắc. Rồi, bây giờ sẽ là bài hát thứ tư. Về phương Nam lắng nghe cung đàn, hồn nước dòng dưới trăng mơ màng. Rồi theo sông lòng nhớ nhung dân đàn, chờ thương con sao bay xa bay, sương khói buồn để lại lòng anh. Con sáo sang sông sáo đã sô lòng. Hai nghìn
Bay về Bạc Liêu à, con sáo bay theo vương người. Chính xác. Vương sáo sang sông. Sáo đa số lòng. Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo vương người. Bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôi. Câu hát dân ca. Và bây giờ sẽ là bài hát cuối cùng, bài hát thứ 5. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho lời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non. 70, xin mời. Chim tung cánh xóa tan sương mù. Chính xác. Chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim. Ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Hôm nay là một trận đấu rất tưng bừng. Tôi nhìn 2010 thấy bài nào cũng cứ như là trúng tủ, nhưng cuối cùng không bài nào trúng cả. Chú ơi, bài nào tụi con trúng tủ nhưng mà không trúng lời chú. Không trúng lời, dạ, đúng rồi. Dạ, trúng tủ thôi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ xem điểm số như thế nào. 2010, 25 điểm. Xin chúc mừng. 90, 80, mỗi đội có 30 điểm, xin chúc mừng. Yeah. 2000, các bạn có 35 điểm, xin chúc mừng. Và cuối cùng, thập niên 70, 40 điểm, xin chúc mừng. Yeah. Và xin mời nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân lên nhận chiếc cúp của chương trình Ký ức vui vẻ. Và tất cả các đội hãy lên đây để chia vui cùng với thập niên 70. Hôm nay họ là người chiến thắng xứng đáng. Vâng. Thưa quý vị, vậy là chương trình tuần này của chúng ta đến đây đã hết. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và nhắc với quý vị rằng đừng quên vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 21 giờ 15 phút bật kênh VTV3 để tất cả những ký ức tràn về mỗi một gia đình. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.